tháng 1, thứ ba vui vẻ một tuần mới đã bùng nổ. Phần còn lại của tháng thật là tuyệt vời, thật nhiều niềm vui, nhiều năng lượng nha. Hello mọi người. Em đẹp mới sửa cách âm trước mặt, hiểu chưa? Mới sửa cách âm trước mặt. Bây giờ thì tao nghe tao nói được. Nói đi. Kể tí, hôm tôi còn bị tí nữa bị một ông Tây dọa đánh cơ. Tí tôi kể được bạn tại sao tôi bị một ông Tây dọa đánh. Nhưng mà thật sự là do anh Nguyễn Văn Thuận, thật sự luôn ấy, anh Nguyễn Văn Thuận nhầy vãi lều mà. Đấy, tôi đã kiểu nói thật không ý gì. Đấy, anh lớn nhưng mà anh là thật sự là chưa có chuẩn. Đấy, em mà không dám nhắc anh nhưng mà nói chung mà cũng ở góp ý là có cửa bắt thằng em đi xuống kiểu lấy đồ rồi. Đấy, xong đi lên là đéo mở cửa thằng em. Thằng em đập cửa vào thì bị ông Tây bên cạnh mạng tí nữa đánh. Mà nói chung là bình thường ở Việt Nam em đẹp gấu. Đấy, em đẹp gấu lắm. Đấy, biết là có anh em mà sang bên Thái nói chung là bớt gấu đi tí tại vì đéo quen ai. Đã thế ông ấy còn 1m9 nữa, có mặc áo xong 100 cân đủ má mà. Xong rồi kiểu lúc xong rồi lúc tôi vào tôi bảo bà anh em sao anh em đéo mở thì mà em hét to quá ông kia định đánh em. Để, xong rồi anh em bảo chứ anh lúc đấy anh Khoa với anh Thuận mới ra kiểu mà gọi bọn tao ra đánh luôn. Mẹ tôi gọi mở cửa còn đếch mang chắc là kiểu gọi anh em ra đánh thì thằng Tê đánh tôi chết con mẹ rồi thật sự luôn vãi lều luôn chịu luôn. Các bạn chuyến đi này lần này nó dã man lắm các bạn ạ. Thật sự luôn không hiểu kiểu gì nhưng mà nói chung là thôi. Tôi bây giờ anh em mình ngồi chào tạm biệt nhau đúng đến 55 rồi anh em mình bắt đầu sủa tại vì một khi tôi đã sủa là không thể hết sủa được. Đấy lần này từ từ đã cái máy kia đâu nhỉ để Adobe nó có thể là các bạn đã xem rồi hoặc có thể các bạn chưa xem nhưng mà thôi thì xin phép mọi người em bé xin talk show về chuyến đi Thái lần này. Trước cái đi hôm nay hôm làm tóc này con mẹ nghếu vãi cả lều các bạn. Thực ra là đợt này đi đéo biết làm tóc gì nên anh em đếp lại uốn xoăn xoăn tí trông nó kiểu chỉnh tề thôi. Thực ra tôi cũng không biết để tóc gì tại vì là tóc thì em đếp để hết mạnh rồi đéo biết tóc gì đẹp mà tóc gì để nhìn mặt mình cũng trông như chó ấy. Thế nên là thôi thì uốn tạm lên trông nó gọn gàng tại vì để tóc cũ trông nó lờ mao quá. Đấy, thế là về em đếp để xong. Đấy, làm một con tóc xong rồi mọc con mại hai hòn dái ngay mồm. Thế hiểu luôn, trồn hê nhở. Đấy, thì trêu các bạn tí thôi, đấy là đấy. Nhưng mà trông cũng tạm được đúng không, tình yêu. Đây, đây là sáng hôm đấy, đây 8 rưỡi sáng em đếp dậy, được chưa? 8 rưỡi sáng em đếp dậy, không có ý gì. Nhưng mà mặc dù bay đi Thái hay bay đi đâu, lần trước là em đếp có ngủ quên đi ăn cưới của anh Quang Sáng trong team. Nên là những cái lần sau đi có gì sự kiện đi với team em đếp đầu cố đúng giờ. Đấy, đấy thì tôi đến đúng không? Tôi đến nhá. Thì là có mỗi anh Ben đến trước tôi một tiếng. Không hiểu sao 10:55 bay mà ông ấy 8 giờ đến đủ mà. Thế đâu mà bảo lại để anh ở ngoài hút thuốc. Tôi nghĩ là hút phải hết một bao thuốc xong rồi là mới gọi như là gặp tôi. Đấy thì đến gặp mỗi anh Ben. Gặp anh Ben xong rồi một lúc sau thấy anh Ripley. Là anh Ripley các bạn ạ. Là anh Ripley. Đấy hôm nay là buổi sáng ngay. Chung là đi cũng sớm. Book xanh đếch được phải book bình thường đây. Đây là phong cảnh. Beautiful, hurt đi bro. Cái gì cơ? Mấy ngày tôi nói thật cả bạn, bình thường cơ thể con người 30% nước à? Nếu mà tôi nhớ không nhầm, cơ thể con người bao nhiêu phần trăm là nước để tôi nhớ cái kiến thức của tôi từ hồi học am thôi. Tôi cũng nhớ không nhầm là nhớ 75-80% là nước đúng không? Đấy, từ một tuổi cho đến tuổi trung niên thì tổng lượng nước chiếm khoảng 60% sản lượng trọng lượng cơ thể đối với nam, 55% đối với nữ. Thì tôi nói thật cả mọi người, mấy hôm đẹp đi con mặn 80% là cứt mạnh em ăn lắm vãi lều thì đấy hôm nào phải đi ăn xong rồi còn 10% còn lại là cồn cho chỉ còn 10% là nước thôi đéo hiểu sao các bạn ăn mạnh về lên mấy cân mấy hôm đéo chịu được đủ mà cái cầm điện thoại đây các bạn thấy chưa các bạn thấy ông anh chưa đây, các bạn thấy ông anh đấy chưa đấy vợ chinh à chồng đi đây mấy ngày này ở nhà vợ đừng nhớ chồng nhé đấy kiểu thế các bạn ạ tôi đoán thế tôi hiểu cái tiểu đấy đang nhìn đấy. Vợ chi ơi anh đến rồi nhưng mà chả có anh ai mà đến. Thôi thì thế, may quá là có em đẹp đến là đứng cạnh anh Nguyễn Văn Thuận. Đấy, lần này độ này nhuộm tóc, nói chung anh Ben nhuộm tóc hợp thật. Mỗi tội các bạn nhìn ra đầu này. Đấy, các ông thấy chưa? Cái sự đánh đổi Obito đấy, sự đánh đổi Obito fit MC Ghi nhưng mà anh Ben để tóc tẩy hợp. Xong đến một lúc thì có một ông anh đến Cao Bằng. Đấy, hôm đấy là biết tin vui là gửi được cái ticket. Lúc đi chơi cũng rất vui nhưng mà lúc đấy kênh của anh vẫn tên là Ripley India. Ủa nhắc là Ripley mạnh lúc đấy đang đá bóng của Ripley lại nhắn lại email tôi. Nó ghi email cho anh Độ này, xong có anh Hiếu gì giúp anh Độ này, xong rồi CC mạng tôi này, anh Thái Linh, anh Lâm Đình Khoa, anh QNT vào. Yêu yêu để làm gì? Cứ mạng cứ CC vào đòi tiền chung. Mà hôm nay nó bảo tôi cái gì các bạn biết không? Từ để tôi cho các bạn xem luôn. Từ nhá. Mày đéo bao giờ lấy lại được kênh đâu. Đấy, tao sẽ giúp mày. Bây giờ nó chuyển qua cái vai gọi là bảo an ninh mạng các bạn ạ. We will help you identify security. Con mắt à, mày thấy người tốt mày bắt quàng làm người tốt à? Mày là người xấu. Đấy, thằng chó này. Đấy, xong lại còn bảo là Caster Sky Uselet. Con mẹ em, tao có dùng Casper Card đâu. Theo tôi đéo biết rep gì. Tôi bảo rap ra YouTube đi chip thôi. Con mẹ chịu. Nói chung là chịu các bạn ạ. Đấy. Đấy.
Đấy xong rồi ngồi chờ lúc đấy ông anh đến vào. Mặt lúc đấy là thực ra là được đi mấy hôm thì cũng chết. Đấy thì anh đồ đã chết các bạn ạ. Chết lắm. Đấy thì đi gặp mấy anh em bọn tôi là cũng chung cũng tươi. Đi một lúc thì có anh lớn cao lãnh đến thứ tư. Yeah sir. Không, nhưng mà công nhận không hiểu sao hôm đấy anh Độ đi mặc quần dài. Sáng tôi xem thời tiết mạng Thái Lan 35 độ. Đù ma nó nóng. Đợt này Hà Nội đang đẹp này. Sang Thái đóng vãi lều các bạn ạ. Trời đất ơi. Đấy xong rồi tôi thực ra là trước lúc anh Khoa đến cơ. Đấy thì bọn tôi đang gọi như là đang chuẩn bị làm thủ tục vé. Lúc đấy là quầy chuẩn bị. Anh Độ bảo là định đợi bố cả nhím đến làm một thể. Thì tự nhiên có chị đi ra chứ. À đỡ mi xì à. Thằng con nhà chị nó thích em lắm ấy. Tháng là bao tiền. Hả? Bro, yeah, me, bro. Oh, em trêu thật đấy chứ. Thế là tự nhiên thế là anh Độ bảo là 7 triệu đó. Tự nhiên mà con là chị thích em lắm ấy. Thế tháng em làm bao tiền? Mẹ em quỷ thật. Thế là tôi với cả anh Ben kiểu ơ, kéo gì chờ. Thế anh Độ bảo 7 triệu. Thế xong rồi, thế hai cu này ai đấy. Thế anh Độ phải bảo nhanh, đây. Tóc trắng làm tóc. Còn làm tóc đen xoăn này make up cho em. Có mà em như thật luôn này. Hai trợ lý hiểu không? Hai trợ lý liền. Đấy thì bọn tôi là kịp nhanh vào lúc đấy là 10:28. Đây nó có cái giờ ở đây nhưng mà các bạn thấy nó có cái giờ ở đây nhưng các bạn có thể. Thì 10:35 là bên cửa tàu bay đóng. Anh nhân nhưng mà bọn tôi bảo là đói quá. Bây giờ đến Thái không xong vật vạt vờ mà eo đá là bắt phở thì eo nuốt được. Thế nên là như thường lệ đây là ok bro. Đấy thực ra tôi bình thường là người đi sân bay và tôi hay chụp lại cho anh em nhất là tôi là người ăn phở đặc biệt này. Nhưng lần này tôi đã dụ được hai thành viên mới của Tem Refund. Refund Rambo and Refund Snake. Yeah. Two phở đặc biệt extra large. Đấy, no food beef. Đấy, anh Độ thì gọi bắt phở bình thường thôi. Nhưng, đấy, bắt đầu một chuyến đi, em đẹp biết chuyến đi này ăn rất là ngon vì một số lý do khách quan. Đấy, là ăn rất là ngon. Nhưng là lần này, em đẹp bảo là con mẹ một năm vừa rồi đẹp ạ. Mày đi tập hàng ngày, mày cố gắng, mẹ giảm cân, bởi tăng con mẹ mày cân lại đi. Đấy, để mình giảm tiếp. Đấy, thế là mình đóng ngay, mở bát chuyến đi Thái, một bát phở đặc biệt mạnh full thịt. Thế nên các bạn hiểu, các bạn xem cái top show lần này, các bạn hiểu tại sao người của tôi 80% là cứt trong chuyến đi Thái này. Đấy, xong bọn tôi lên máy bay thì lần này một chuyến máy bay mà tức là bọn tôi là đi từ Hà Nội này thì có tất cả idol nào mà thuộc nói chung là gần khu vực miền Bắc mà được đi đó là sẽ tập trung sân bay Nội Bài. Thế là đến bọn tôi ngồi ở ghế 3, ghế 4, ghế 5 gì đấy. Đấy có cả các bạn idol. Anh Độ nhá, anh Độ ngồi ngay đây này. Anh Độ ngồi ngay đây. Cơ một hàng có 6 ghế. 5 người là con gái bên phải bên trái anh Độ. Mỗi anh Độ là con trai thôi. Trời đất ơi. Beautiful honey bro. Đấy, tức là các bạn, bạn trong khoảng bên trái đúng má đúng cu te nó gọi là chú Độ. Thề nó tất cả mọi người chứ tôi mà là anh Độ gọi ngay là em. Đấy, mà tất nhiên sếp là nó kia phải ấy. Nhưng mà sếp ngồi ở trên đấy lạc lõng không bọn tôi bảo kê đúng không? Đấy, thế là sếp nhá, đi ngủ nhá, cầm khẩu trang bịt mồm, cầm trang bịt mắt. Đôi khi may là không có mũ, đội thêm cái mũ vào chết đòn luôn như ta là băng. Đấy, kín đáo cực kỳ, không để ai một kẽ hở luôn. Đấy, thế là cất chuyến bay cái. Tạm biệt thành phố Hà Nội, bọn tôi quyết định đấy, bay phát sang Thái để dự một chuyến đi Nimokala. Thực ra thực chất là nó chỉ có một ngày. Tuy nhiên đấy, nó chỉ xảy ra một hôm nhưng mà bọn tôi còn có việc nữa. Với cả định gọi là đi quay vlog. Nhưng mà về các bạn sẽ có một bất ngờ đấy. Nhưng mà bất ngờ gì các bạn quá kênh Độ nữa. Em đã không thể nói được bất ngờ đấy. Đây là trên máy bay. Oh yeah. Thơm các bạn một cái. Biết là tại cái thời điểm quay clip này về nhà là anh em ở nhà là sẽ xem đoạn này nên là kịp thơm các bạn. Cái chu mỏ tôi không phải là tôi là mồm lửa. Không phải tôi là mẹ em thằng dở hơi, không phải là gay, mà là tại vì cái bờ môi của tôi mà nó xê ra là tượng trưng cho cái nỗi nhớ của tôi rong đầy. Đó, các bạn viewer, các bạn hiểu chưa? Đấy, mọi người hiểu chưa? Đây sân bay này gọi là cái đéo gì sao? Từ Thái Lan có hai sân bay, Bangkok Airport. Đợi em tí. Suvarnabhumi. Đủ tên dài chứ vậy. Suvarnabhumi. Suvarnabhumi lúc bọn tôi đến là một sân bay, lúc bọn tôi về là một sân bay khác. Nhưng mà công phải công nhận là sân bay ở Thái cũng xịn trò thật. Đây là ga quốc tế này. Beautiful honey bro. Sẽ thức cả đêm gì nữa chôn à. Đấy, đấy, ui, đấy sang Thái nhưng mà các bạn nhìn phát biết style luôn mà. Nhìn phát biết style luôn các bạn hiểu không? Đấy, sang Thái nhưng mà vẫn phải cho người Thái thấy được cái tinh thần của người Việt Nam mình. Oh my Dolce Gabbana. No I'm saying bro. Đấy, đợi một lúc thì anh em dây ra. Xô. Các anh lớn. Ui, này hình như là cái thang truyền này anh em mình phải đi sao anh em tôi đứng. Lúc này là anh em bọn tôi đang tính xem là mua sim ở đâu. Tại vì là sang bên đấy thì rõ ràng là đấy có mạng, mà đấy có mạng thì đúng là chết đòn.
Nhưng mà anh Độ hình như là đăng ký chuyển vùng, lúc đầu định dùng sim chuyển vùng luôn, nhưng mà tôi bảo thôi cứ mua sim cho nhanh. Thế y rằng là bọn tôi tí đợi check in ông ra mua sim. Đấy, à, lúc này là đây anh Độ lần này có đi đổi tiền cho bọn tôi. Để mỗi người là cầm một ít tiền mặt để tiêu thôi, còn lại là tiêu thẻ. Đấy, nhưng mà nói chung là về ai đấy là không có một đồng nào. Không có một đồng nào. Đợt này đi thì có một ông anh ở quê Long An. Đấy, hôm trước thì là cũng xe cái bill vest của tôi rồi, nhưng mà lần này đi là thấy nghe bảo là quay dạng hơi nhiều. Đấy, là nghe bảo là đồn lần này đi chuyến đi này là thiệt hại nó khá lớn. Tôi thì may mắn em đép lần này đi quay ra có một lần thôi. Nói chung là khổ nhất lần này là ông anh áo trắng ở đây. Còn sướng nhất thì là ông này các bạn ạ. Không quay ra một lần nào luôn. Có một lần ăn McDonald's là ông anh là xung phong. May quá. Chứ không xung phong mà đôi khi là không là trực luôn. Sướng vai lều luôn mà. Vua cậu là anh không quay ra lần nào ạ. Đấy, được chưa các tình yêu ơi, được chưa? Cảm ơn lần nhá. Anh Linh nhiều tiền quá. Ok anh Linh ơi. Thư ski, yes. được nhá, tiền nhá. Hai đạt villa cái gì vớ. Lần này bọn tôi đổi 10 triệu, tức là 14.000. Còn cu em này. Có bé không các bạn? Đây, đủ tiền ra đấy. Chia cho mỗi anh em, mỗi người khoảng 14.000 bạt, 15.000 bạt gì đấy để tiêu. Còn lại xong rồi anh em ấy, xong rồi anh em làm thủ tục nhập cảnh. Nhưng mà nhập cảnh bên Thái cũng nhanh, nhanh như gió luôn. Đủ mà đi, bọn tôi đi cái đợt thở cũng không đông lắm sao. Vào phát ra xong đấy, xong bọn tôi đi vào lấy hành lý. Lấy hành lý xong bọn tôi đi mua sim. Đấy, mút ngay 5G. Thế là tôi nhìn thấy một đống data plan đây các bạn nhìn đây. Đó, đống data plan luôn. 8 days. How much? 8 days, 15 days, 30 days cap. Đấy, nhưng mà em đép lúc đầu là em đép cũng tham đích là IRL. Em đép mang đi bồ mà, nhưng mà đép tối nào mà kiểu rảnh ra cho làm gì cho mọi người được cả. Thế là mua cái gói này các bạn ạ, 619 bạc. Đù má. Xong rồi em đép speed test các bạn ạ, 5G bên Thái. Các bạn biết không, các bạn thử đoán tốc độ đi. Các bạn thử đoán tốc độ đi xem nó bao nhiêu. 5G bên Thái. Con mẹ 700 năm mới đào. 200 up. Đù má. Nó còn nhanh hơn cái mạng 1 triệu của tôi FPT. Mà chiều nay tao bắn Valorant 100 binh. Con mẹ em kêu hiểu. Đù má, con này IRL nói thật các bạn, mấy hôm là không IRL thôi, chúng tôi hứa cả bạn IRL là mượt tôi, tại vì nó mạng nó nhanh vãi lều rồi. Đây các bạn nhìn đây, mạng 1 triệu một tháng, nhanh như gió này. Đấy, mua sim xong mấy anh em lắp vào cái hi hoay cái. Đầu tiên là một phản xạ mới ông anh có gia đình là nhắn tin luôn cho tôi vợ yêu ơi, chồng đến sân bay rồi. Đấy, còn em đẹp thì nói chung là là cũng phải kiểu đấy, anh biết một người duy nhất là ở đây là không người yêu tôi, thì nói chung là cũng phải kiểu đấy, ok anh em, mà vali sẵn sàng này, di chuyển này, đội hình con thoi này, đó đi ra ngoài thì gặp đại diện Nimo. Không, bọn tôi lúc đấy là đang mừng, tại vì bọn tôi nghe bảo là bên kia là về mặt gọi là thuốc lá điện tử là rất là căng. Lúc bên đấy chỉ còn thuốc lá truyền thống chất, nhưng mà người ta không cấm, bên đấy thì hợp pháp hóa marijuana, nhưng mà là tất nhiên là sân bay thì làm sao mà có được, đúng không? Đấy, thế là bọn tôi là đi ra bên này là gặp đại diện Nimo này. Đó, xong rồi tự nhiên tôi với cả anh Khoa quay thế đéo nào. Đấy, bảo là mấy anh em bây giờ chia người ra bờ quay đi, thằng nào đi mua thuốc quay theo đúng anh Bô. Đấy, xong anh Bô bảo chả ố em biết tiếng ăn đâu. Đấy, thế tôi bảo thôi anh đi cùng em. Đấy, tôi quay không ra chúng tôi, nhưng mà tôi vẫn đi cùng anh Khoa cho nó vui. Đấy, nhưng mà lúc đầu tưởng nó vui, xem clip là thấy mua như nào nhỉ? Là thấy tưởng hết vui liền. One cigarette. Yes. One water. Lighter. Water. Yeah, water too. Đi Úc quê khác, toàn bắn tiếng Anh luôn mà, say bắn tiếng Anh luôn. Tiêu tèo và hai lều. Đấy, one cigarette, one water. Đấy. 11, in 11. Yes. Yes, 7-11. Yes. One cigarette, one water. Water. Very good. Yes, water, bro. Water. How much? How much? How much, brother? Hả? Cái gì? Được. Bảy mạng. Được. Đeo hiểu gì? Ông làm gì của tôi? Bị kèm sáu bà là cái gì vậy? Đâu má. Bro Thailand bro. Thèm thuốc luôn. Bro Thailand. Mút xe chuột chuột. Đồ má đấy, sao anh em bảo là C11 thuốc bọn tôi đi con mạng xa má. Thực ra cũng không sao lắm, nhưng mà thực ra là đi vòng lại xong rồi đi qua hàng rào, xong rồi qua một ít chút, xong đi lên tầng 2 thang cuốn. Đi điếu cigarette các bạn ạ, chiều thật. Anh là người mua, anh chọn vị. No cigarette. Không có thuốc lá. You don't have cigarette. Yo. Thế nó buồn, cuối cùng bọn tôi quyết định mua thuốc.
là uống nước xong rồi đi ra tự nhiên. Cái này thì trông hơi tệ một tí. Đấy. Nhưng mà may quá có ông anh Đông, như là tôi nghe bảo là cái gì mô ấy đấy. Theo bọn tôi là may quá là được cứu. Ở đây toàn mấy anh em không nghiện. Nhưng mà đến thì là như thủ tục là anh em ra ngoài làm điếu, hiểu chưa? Ngồi sân bay 2 tiếng đấy có thuốc. Đấy có thuốc. Ai khoác nghĩ nữa, không phải bọn tôi là, nói chung là bọn tôi là với các anh lớn hiểu không? Các bạn hiểu không? Đấy, dọc dao tôi đôi khi phải làm tim màu đấy, để lên nó chứ đéo hút vào đâu. Bạn đừng học theo. Đấy, hiểu chưa? Anh bên mới sầm tay này. Anh em mình cứ bọn tôi phóng bạt tí thôi, xong người ta tưởng là gấu đi. Trời ơi, anh em đừng học theo. Phải gấu gấu tí thôi các bạn hiểu không? Gấu gấu tí. Đấy, đây là hộp đi từ Hà Nội đấy các tí vô. Đâu, lên cái đè. Đấy mà hơi tối một tí tại cái chỗ này nó ngược nắng ấy, nhưng mà không phải San Nemo chọn góc này chụp luôn á. Đấy, nhưng mà các bạn nhìn từ xa các bạn thấy wow, amazing. Holy moly. Có mỗi năm bọn tôi hình như là không, cộng thêm khoảng tầm 3 5 10 năm anh em nữa thì chị em thì phải 30 người. Trời lớn thật chứ. Đấy. Đây 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 các bạn thấy anh Đỗ vẫn đi con vali không? Vẫn đi con vali luôn. À cái lớn lúc này là xong rồi bọn tôi chụp ảnh xong bọn tôi đi ra là đi lên cái xe buýt để di chuyển về khách sạn. Đấy. Lúc đầu chị Nhung Rosy quản lý của team tôi bảo chứ anh Đỗ ơi, một tiếng thôi đủ má, đi 2 tiếng rưỡi đéo tới nơi luôn. Không phải mà đường thái nó tắc phải các tình yêu ơi. Mà em nó tắc dãi lều luôn, tôi thế cả bạn. Hiểu hiểu luôn, lúc đầu bà đi có một tiếng ở khách sạn, bọn tôi trao Google Maps đúng một tiếng nhưng mà bên thái Google Maps nó một cái lừa dối. Đấy, tra ra là một kiểu đi vào nó một kiểu khác, à, nó tắc thì thôi luôn các bạn ạ. Đấy, xong rồi bọn tôi là đi xuống cuối xe. Thì lúc đấy nhá, thì cả xe là các idol là ngồi rồi đúng không? Tất nhiên là bọn tôi kiểu một lên một hai nữa, bọn tôi đàn ông, bọn tôi đi xuống cuối xe. Đấy, thì chỉ có ba ghế lúc đầu chỉ có ba ghế thôi nhá, lúc đầu chỉ có ba ghế. Thế là quay xem là ai đứng. Quay xem là ai đứng. Đứng là. Các thử đoán xem. Khách sạn luôn. Ai sẽ là người đứng? Ok anh ơi. Người đầu tiên sẽ phải đứng, chắc chắn không phải mình. Ừ, mình xa lắm, mình xa lắm. Đây, đây, đây. Đấy câu chuyện lúc đầu thì em vẫn tươi cười thật sự luôn, tại vì em đấy là một người nói chung là thực ra đứng cũng chẳng có gì cả, đôi khi mà mình mỏi quá thì mình cũng có thể ngồi xuống đất mà được đúng không? Sắp va chạm thì chẳng có vấn đề gì cả. Thế là may quá thì đéo nào chuyến đi lúc nó không phải một tiếng, nó là 2 tiếng rưỡi. Xong quay người thứ hai, còn quay người hai nữa thì ra anh Độ. Nhưng mà tự nhiên có hai anh chị là bên Nemo thấy là xe cũng đầy. Lúc đầu có hai người ngồi ghế tôi với cả anh Độ này, tại vì tôi với anh Độ lúc đầu đứng ở bên đây là khổ lắm. Các bạn đợi clip sẽ có, hình như là tôi nghĩ là có một cái clip để cho anh em xem đấy. Đứng ở kia xong vừa chật ấy, nhưng mà được cái là chỉ có cái đỡ lạnh thôi, cái xe ngồi sau lạnh vãi lều đấy. Sau lúc đầu có hai chị em ngồi đây, thế là tự nhiên hai bạn đại diện thấy là bọn tôi với cả anh Độ là không có ghế ngồi, thế là tự nhiên là hai anh chị em bắt Grab về khách sạn. Thế là tự nhiên chuyển hai bạn ấy đồ lên, tôi với anh Độ lại ở ghế ngọt như mía lùi ra. Thế ngồi ghế này nhá, không phải ghế sau anh em là cái hệ thống điều hòa nó phả vào đầu đù má, thấy kiểu anh Linh với anh Ben kêu là lạnh đây mấy ghế này đấy. Tôi với anh Ngộ Độ ngồi đây, còn anh Ben Bo với cả Nhím thì ngồi đằng sau đây, là ngay ở đằng sau là các bạn thấy không, một hệ thống điều hòa đù má, nó chảy hơi nó lạnh vãi đều điền à. Trời ơi, anh mà nhìn thấy phái đẹp anh giữ lại trong lòng mình, đuổi đéo ai bây giờ đấy. Thế bọn tôi bắt đầu di chuyển. Hôm nay sáng thì cũng nắng à, đây là ngoài cảnh quay ở ngoài sân bay Subarabaram. Ui, nhưng mà sang Thái thấy đủ má xịn thật. Tôi là đây là đầu của em nét sang Thái mọi người, chưa bao giờ em nét đi Thái nha, mà dù Thái rất là gần nhưng chưa bao giờ em nét đi Thái. Thứ nhất là không có hội đi, thứ hai nữa là tại vì gần quá. Bình thường ví dụ mà anh đã có kiểu mấy ngày nghỉ em nét mà đi xa xa, đi xa mẹ hẳn, nhưng mà lần này có dịp đi sang Thái luôn. Sang cái lần đầu sang thấy kiểu nhà ốc cao tầng đủ má xịn quái lều luôn đấy chứ. À đây là mấy cái ảnh bắn từ máy nào sang tôi đếch nhớ đó. À cái ảnh này đao trên mạng các bạn ạ. Không hiểu sao đây cái ảnh này còn đỡ sáng, còn sáng sáng một tí này, chứ còn cái ảnh ở giữa của bên mấy chị đi mũ tối om luôn. Thế là cái tình yêu ơi. À anh Linh đứng hơi xa này, gần đi có chỉ Queen Bee ở giữa có bé Hồng của anh nữa nhở. Ờ từ tôi có thể kể thế này, Uyên Mèo này, Bắc, nguyên miền Bắc còn ai to cun. Không nhớ được hết các bạn, nhiều quá. Bài khổ vãi lều. Cộng mẹ
đầu vào tường mà. Dội đéo chịu được. Không mẹ cứ bị trêu ôi. Uống tí nước đúng không? Uống đách yên nữa thì. Đấy, các bạn phải hiểu ra nhá. Anh Yếm ấy đã bị các chị em gọi như là tranh giành chém giết nhau rồi, giật áo xé cúc rồi, lại còn bị thêm mấy ông anh bọn tôi nữa. Đấy, ai cái lều luôn đấy chứ. Ai trêu. Cưng vãi lều. Đấy, tôi đi một lúc. Sau mà sau đó tắc vãi lều. Đây là khách sạn này. Lần này bọn tôi ở Sentaragran ở ngay Siam. Trung tâm Bangkok luôn nên đi đâu cũng tiện. Toàn giữa trung tâm thương mại. Nói chung là cũng xịn xò tim tim đấy. Xịn xò tim tim các tình yêu ạ. À qua đi. Để mô mô đây sạch chính khách sạn hôm đấy là lên là đồng mất vẹo ra vẹo hết cả người đèn vãi lều thật sự luôn. Ông anh Linh nói chung là đi sau hai ông anh kia, các bạn để check ma hộ tình trong tình huống vừa rồi thì các bạn thấy là đồng chí Linh di chuyển đúng theo nhịp độ nha. Anh Nhím ơi cơ lên nhịp ơi, 1 2 1 2 1 2 1 đấy. Cầm cái mày lên bị mang lên đi vẹo ra vẹo hết cả người. Tự nhiên là bị mắng ạ. Mắng xong còn bị bảo là em mà nó chứ cũng what the fuck. Ê là mày tèo chứ sao đi ca liền đấy đẹp luôn các bạn. Nice. Hello. Đấy, ngồi đợi một lúc các bạn tôi check in sảnh khách sạn này cũng đẹp luôn. Đấy, sống ảo phết nhờ. Mỗi tội là anh em bọn con trai của tôi thì chụp ảnh ít đấy, xong bọn tôi là check cả cái sảnh. Cái sảnh đấy Nemo 2024 Global Gala Cup. Đấy, với có rất nhiều phần quà ở đây. Đấy, bọn tôi đã ước ở trong này có một con iPhone 15 Pro Max là tặng kiểu default rồi chứ không phải bốc thăm may mắn trúng thưởng. Em đép rất là mong, tại vì em đép bốc thăm trúng thì chả trúng được cái mẹ gì. Tuy nhiên, đấy để spoiler các bạn một tí, lần này em đép có trúng nha. Trúng được một con đủ má loa Bumblebee. Đấy, GA đúng chỉ 10 cái loa, đúng 10 cái loa này, đúng 10 con chuột và 20 cái iPhone thì em đép trúng được một cái loa. Mày ăn tỷ lệ ăn iPhone của tao còn to hơn cái loa, tỷ lệ tao không ăn gì còn to hơn chứ mà trúng cái loa. Nghe không có bass nhưng mà hình Optimus thôi để kệ để đi co cũng được đủ má nghe loa. Nghe đéo lát bass trời. Đấy mà thôi để co thì cũng được, tặng được cái tình yêu ạ. Loa không có bass nhưng mà không sao. À để đi co tí. Đấy, nghĩ tôi còn được Nemo hậu đãi, tôi không biết là Nemo hậu đãi hay là tôi là kẻ gọi là ăn thừa. Đấy nhưng mà Nemo GA 10 con chuột nhưng có 10 không lấy. Đấy, em đép chỉ trúng cái loa cái thôi. Nhưng mà tuy nhiên cái ngày nhận quà là có hai ông anh sùng đi ở bên trùng của. Đấy, thì đưa tôi nốt con chuột. Thì tự nhiên là ăn một là được hai. Đấy, được thêm con chuột tôi sẽ GA cho các bạn anh chặn. Đấy các bạn đợi tí. Nếu hiểu sao được thêm con chuột ảo phai lều thật hot. Nó gọi là mút error. Mút error đó các bạn. Đây sảnh đây thì bọn tôi lúc đầu vừa đến lúc này là chưa phòng check in đâu. Tại vì là lâu lắm cho bọn tôi quyết định là ngồi ngó nghiêng nghiêng tí. Đi ăn sau mới về phòng. Phòng bọn tôi check in. Gửi ở đây. Đây sẽ là địa điểm tổ chức Nemo Gala ngày mai. Terraceland Best Game of the Year. Bây giờ là 4 giờ chiều rồi, đói lắm. Ui, rồi. Năm nay Terraceland khéo năm sau các bạn không biết ở đâu. Valorant. Năm tiếp theo nó Free Fire. Mỗi năm game. Khéo năm nữa là đột kích. Vội vã ăn buổi sáng ở sân bay. It's here bro, it's here. Bây giờ sẽ là bữa thứ 2. Rất nhiều giải game. Wow. Năm sau Wukong. Best Cheater Account of the Year Wukong Cup. Năm sau có biết ở đâu chưa? Nếu mà còn năm sau tham đỏ. Đây khách sạn hội trường mà nên là nó nhiều. Xịn phết. Các phòng hội trường lắm. Lần này rất là tiện. Tại vì những năm trước thì bọn tôi là ở khách sạn chung quận 1. Sau toàn phải di chuyển ra tận tít quận đéo gì, quận Phú Nhuận hay là quận gì ta. Ở White Palace ở trong Sài Gòn đi là toàn đi một tiếng. Lần này nhá, bọn tôi ở ngay trên, đi xuống dưới luôn là gala. Đéo thì muộn được giờ các bạn ạ. Không cần phải điều tiện, thật sự. Cảm ơn Nemo rất nhiều về chuyến đi này. Đây, tiện quận 7 điền không có. Thế nào anh Đỗ cũng được phỏng vấn. Tôi thật nhá. Gala sẽ là quận 7, cả team đi cho tôi nhá. Tôi qua đấy tôi sợ tôi bị ngã. Tôi không đi đâu. Đấy các bạn này, các bạn ở đây là rehearsal. Ủa, cho Nemo Gala này. Nemo Gala. Nemo Gala. Còn tất cả quận khác thì em đéo có thể đi. Đây là nhá trước cái hội trường, nhá trước cái hội trường nha. Wow. Hội trường ngày mai đấy á. Các bạn thấy chưa? KON nhất of the year thì nói chung là cũng không cần thiết lắm. Nhưng mà Tarisland thì cần thiết. Có những bé Hồng này, chị Quyên Bi các thứ là đến hôm đầu tiên cũng phải rehearsal số các kiểu đấy. Xịn vãi lều. Có mỗi bọn tôi là lần này là thực ra có mỗi anh Độ nhận giải.
team lần này không, team lần này cũng không có giải đấy, tại vì là liên kết là Global Gala, xong lại còn đấy mấy hạng mục khác lần này thấy được mỗi anh đội lên đúng là cái cúc mà xong hết, hết sạch luôn, hết sạch luôn, hết. Còn nếu mà các bạn hỏi là giải của mấy anh em khác đâu thì tôi nói thật là năm nay bọn tôi được vào đúng một cái hạng mục đấy là Stream of the Year. Cái bảng vote Stream of the Year của anh Độ này tôi nhớ là có Nhím, có Bo, có anh Ben, cả tôi. À anh Khôi nữa, 6 người. Thì cho tôi hỏi là bọn tôi có cửa gì bọn tôi được giải, mà nếu có giải thì bọn tôi cũng không đua đâu tại vì có được không? Đây. Các bạn không nhớ đợt năm ngoái được. Không có cúp á? Không, có anh Độ có cúp thôi. Một cúp. Đấy. Thế nói chung là lần này bọn tôi cũng được cái là chào thảm đỏ này, được cái anh Độ lên này, đà chị Thi lên cái nữa. Đấy, thế là cũng gói gọn rồi. Đấy, xong rồi lướt lướt các thứ xong rồi bọn tôi quyết định xuống đi ăn thì phải. Đấy, bọn tôi xuống đi ăn. À, xuống đi ăn một tí. Cái gì đấy, Face ID đéo gì đây. Thì bọn tôi cũng lười đi xa, tại vì có ông anh là mới ngủ được 2 tiếng mà nghe bảo bây giờ đi ăn nữa. Xong rồi tối anh Độ lại phải đi ăn với đối tác, cứ mỗi anh Độ thôi. Còn bọn tôi thì không, bọn tôi lêu hêu. Đấy, thế là anh Độ, ngày đầu anh Độ đi ăn, thế là vẫn phải ăn tiếp, tại vì bọn tôi đói lắm rồi, thì bọn tôi đi ra ngay cạnh cái trung tâm thương mại ở đây. Xin chào các bạn, quán dám é là tế mà bọn tôi ở 4 ngày ăn 4 lần khạp, phai lều thật. Mà anh, tôi ăn 4 ngày thôi, nó là một cảnh giới. Anh Độ 4 ngày ăn đúng một suất nữa, nó là một cảnh giới nữa, đúng. Bọn tôi thì hôm đầu tôi không nhớ like trả tiền, nhưng mà nói chung cái đồ Thái Lan rồi. Mày ăn một quán 4 ngày. Thật sự, 4 ngày em đã gọi 4 món. Anh Độ không gọi một món khác nào luôn, chỉ một món cơm rang. Đỉnh thật, nhưng mà công nhận cơm rang Thái ngon. Cơm rang Thái ngon, quán tủ đấy các bạn ạ. Menu ngon không nhỉ? Quán tủ đấy. Anh Độ như kiểu đánh spam bài tép tê ở mỗi quán luôn, trung thủy thật sự. Cơm rang nhiều loại ngon lắm. Ơm, nó ngon thật, các bạn nhìn lên mình gọi đâu. Ngó cả ngô chiên, tôm rum, cơm rang các kiểu. Nhưng mà quán này tôi có một chỉ trích là đéo có pát thái bò, tại vì em bếp ăn pát thái nhưng mà em bếp không biết ăn hải sản tôm, mặc dù nó rất là nhỏ thôi mà đuôi thì phải bóc, đầu thì phải bỏ, hiểu chưa, rất là phí phí phạm. Nên em bếp bình thường em đã gọi pát thái pịp đấy, nhưng mà đéo có đấy. Không gian quán cũng đẹp, cũng ok, mỗi tội làm hơi lâu một tí. Thì có một sự thật là em bếp ăn ở đây 4 ngày đúng không, 4 ngày đều ăn ở quán ba cả à không, có đến 3 ngày đồ ăn bếp là ra cuối cùng. Đấy, có đúng ngày cuối là ngày trước khi về là em đếp được ra rồi. Đấy, được ra đầu tiên thôi. Thế nên ảo ra thứ hai. Đấy, đây là cái gì nhỉ? Đây là top mỡ và cái bún đủ má, cái bún nó cay vai lìn thề. Đấy, xong rồi chỉ gọi bọn tôi chỉ thích ăn cái top mỡ ở trên thôi. Xong cái thịt ở bên này nhá. Hai món này, đây, một món là thịt lợn. Một món nữa cũng là thịt lợn thì phải, nhưng mà thịt lợn viên, còn món này là thịt lợn gì tôi cũng đếch biết, nhưng mà ăn vị giống hệt nhau, đéo khác một cái gì cả. Xong bên Thái nó rất hay dùng cái lá gọi là lá mắc mật được, đúng rồi, mắc mật tôi không nhớ là nên là cái vị hăng nó rất đấy. Chị em là gái nào kia, trời ơi mấy cha, đây là chị Rosie quản lý team của tôi. Chị Rosie lên lúc mà chị Thương là vợ của anh Lê Quang Duy, người mà đã về nhì trong giải V ở VCS vừa rồi đúng không, đấy là thôi đó, là chị Rosie lên, đây là quản lý của team của tôi, mai lều thật. Thì đây là các món cơ bản của tôi gọi lên trước, nhưng mà mấy món thịt ăn nó cũng giống nhau. Đây là cơm rang của anh Độ. À không, anh Độ có đổi món. Anh Độ hôm đầu là ăn cơm rang với thịt kiểu nó băm băm ra như này, còn hôm sau ăn với má heo, về mặt cơ bản nó đều là thịt heo thì như nhau luôn. Đây là món cá hồi hải sản, cá hồi, nhưng mà cái nước này ngon cực kỳ luôn. Anh Khoa ngày nào cũng gọi cái này mà ăn bằng hết luôn. Nó ra một lúc rồi có thịt heo quay giòn bì, nhưng mà cái chấm sốt đéo hiểu ăn với sốt gì. Nó nói chung cũng ngon. Đây là cơm của tôi. Là một người tập gym, FF lúc đầu đích đến Thái là có thể ăn heo, thì nếu mà có ăn thì ăn cái gọi là cái gì chất chất. Đây các bạn nhìn thấy không? Carbohydrate, hiểu chưa? Có một chút fiber, vitamin B1, B6, B12 trong những tấm sườn kia, là lòng đỏ của trứng đúng không? Thì có cholesterol thôi, nhưng mà đôi khi cholesterol thì cũng cần một chút. Nhưng mà món này thì thực ra là nói thật là cơm trắng hay là hơi khô một tí, nhưng mà tôi thấy là cái để lòng đỏ trứng ở bên Thái các bạn nhìn không? Nó đỏ quét, nó cam đét luôn các bạn ạ. Mà trộn vào cơm ăn cũng ngon nha, nhiều cơm quá thế là bên đấy người ta cho chứ, hơi nhiều cơm thật, ăn đếch hết cơm. Còn đây là món cơm rang cua của anh Khoa, cơm rang cua của anh Khoa ngon lắm. Nói chung là ngày đầu ăn thì ngon. Ôi, nhưng cái món này thì tanh vai cái lều luôn các bạn ạ, kiểu đéo hiểu sao. Nhưng mà cái này món này là lúc bọn tôi ăn no hết rồi, xong anh Khoa và anh Ben gọi ra, lúc đầu mọi người bọn tôi thì bị kiểu bị no bụng đó có mắt đấy, các bạn hiểu không? Đấy, kiểu chó ăn men, ở đây có hải sáng sống nè. Tôi bảo em thôi nha, em no lắm rồi. Anh Linh thì kiểu thôi cứ gọi đấy em ăn tí thôi. Anh Độ bảo thôi tao no lắm, chúng mày ăn gì ăn đi, đã gọi ra thì ăn nốt.
Đấy anh Khoa gọi, ồ hả sân sống anh Ben gọi đi em ơi anh, trời đi chơi mà anh Ben, trời ơi anh đi. Đấy thì là gọi thêm mẹ Nguyên Bí không? Mà có đúng con ghẹ là khét mùi thôi còn lại ăn cũng được. Em đép thì ăn đúng một con tôm, không ăn gì. Ăn về xong anh Khoa ỉa vãi lều luôn mà. Ăn lòi ra xong quay trả tiền. Em đép thì không có clip quay nhưng mà bữa đầu là chị Nhung xin trả. Nhưng mà xong bọn tôi bảo là không được, đấy ai lại để chị Nhung trả. Nhưng mà bọn tôi quay xong thì vẫn ra chị Nhung trả. Thế là bọn tôi mới happy đi về phòng. Happy đi về phòng các bạn ạ. Vẫn quay ra chị Nhung trả. Đấy, thế là ăn xong rồi bọn tôi cuốn chiếu đi về khách sạn là nghỉ thôi. Anh Độ thì về phòng anh Độ riêng. Anh Độ ở phòng 29, à tầng 29. Tôi ở tầng 38. À đâu, anh Ben ở tầng 43, nhím ở tầng 41. Bố ở tầng 40. Đấy, mỗi người một tầng. Khách sạn này nó có khoảng 60 tầng. Đủ má, mỗi tầng nó có khoảng 20 phòng. To vãi lều. Hình như là lúc này bọn tôi lên quyết định là lên phòng bố trước. Phòng bố với cả anh Độ là 2 giường. Phòng tôi, phòng anh Linh với cả anh Ben là 3 một giường lớn. Thế nó mới lọc lá. Ờ. 2 giường á? Ờ, thế bé ảo. Hơ. Ờ nhưng mà phòng cũng ok là nè, view đẹp. À? Tự nhiên phòng này phòng nó ôi. Còn mẹ cuộc đời. Các bạn nghe tiếng gì không? 2 giường á? Thế 2 giường? The fuck? Ô, thế không phải phòng đơn à? Ui dồi. Đi. Fuck. Đánh kinh phải lều. Thối không chịu được. Thối ôm luôn. Ở nhưng mà khách sạn đẹp cao quả toilet nào. View ok. Diện tích thì cũng so với khách sạn 5 sao thì cũng chưa hẳn là to lắm. Nhưng mà thế này đủ đủ sống rồi. Đủ ở rồi. Khách sạn này giá rơi khoảng tầm retail. Nếu mà không book qua bên thứ ba khoảng 4 triệu rưỡi 5 triệu một hôm. 5 triệu một hôm tình gọi đâu mà what the fuck. Fucking shit. Hóa ra khách sạn của Bangkok là cũng đắt hơn quận 1 Sài Gòn đấy. Cũng ngang ngang đấy. Có thể nói là 4 người ứng trong đây thì cũng được. Chỗ này cũng ok, tắm có bồn. Có bồn, có tắm đứng. Đấy, két sắt các kiểu đủ. Mà em thấy là ngon lắm rồi. Đấy, xong rồi lúc này lúc 5 rưỡi bọn tôi review phòng xong kiểu ngồi lôi hêu tí. Tôi nhá, đặt chuông đúng 8 giờ tại vì sao các bạn biết không? Để tôi cho các mọi người một thông tin. Là bọn tôi quyết định như này. Lúc đầu anh Độ không định quay vlog. Bọn tôi nài nỉ được anh Độ ơi, quay vlog đi anh Độ ơi. Đấy, theo cuối cùng anh Độ cũng bảo thôi, thôi bây giờ nhá, chúng mày bây giờ bọn anh em mình thống nhất với nhau là tối nay tao phải đi gọi như là đi ăn với đối tác. Còn bây giờ lúc đầu tao không đi quay vlog nhưng mà tao vẫn mang gimbal. Nên là nếu như mà chúng mày muốn thì tối nay tao đi ăn với đối tác tao không quay được thì chúng mày phải cầm gimbal đi tao. Thế anh em 5:30 nhá, 5:30 nhá. Ok anh em ơi, bây giờ anh em mình ngồi đúng 1:30 bây giờ anh em dậy đi quay vlog cho anh Độ nhá. Rồi anh Khoa, ok đủ má ngủ trẻ anh cứt nha. Rồi anh Ben, ok nha, tao đúng giờ nha, tao không ngủ đâu. Đấy, có mạng xong cuối cùng. Ông nào ơi. Cái lùm me, 7:30 em đép dậy thấy đi, 7:30 em đép có tỉnh thấy anh em ngủ ngon quá. Đi ỉa xong rồi vẫn thấy anh em ngủ. Đang xong rồi 8 giờ em đép qua chuông đúng 8 giờ đấy, bảy chục đúng 8 giờ luôn đấy các bạn nhìn đi. Thì dậy là có bữa tôi với cả anh Khoa. Tôi anh Khoa xong gọi anh Nhím dậy. Gọi anh Nhím dậy, anh Nhím mới dậy đấy. Dậy đi. Đấy xong không ạ. Anh Ben đã dậy đâu, đánh thức anh Ben đi. Phải cả lều tận tầm 9 giờ. À đâu, 8 giờ 45 bọn tôi mới ra khỏi khách sạn. Đủ má thêm lúc đầu hô hào bảo 7:30 quay dậy đi quay vlog cho anh Độ Missy. Anh em ngủ trước hết bìu lên đến 8 giờ mới dậy. Nhưng không sao, bọn tôi vẫn đi được. Tại vì anh em bảo là đây là Bangkok, thành phố Nai Lai. Đấy, đấy xong bọn tôi quyết định đi thì ồ, đây là lần đầu tiên tôi thấy cái túc túc các bạn. Túc túc tôi nhìn thấy trong PUBG rồi nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi thấy ngoài đời. Đấy, chuyến đi Thái này. Đỉnh vãi lều thề. Xong lúc nói chung là nhiều câu chuyện về túc túc tí tôi kể sau. Đấy, lúc đầu bọn tôi nghĩ là đi bộ được. Bọn tôi định đi lêu hêu thôi. Đi lêu hêu đến một cái phố gì đấy để đi chơi, không quay. Xong cuối cùng thấy nóng quá. Thế lại vào trung tâm thương mại. Nóng vãi cả lều có tình yêu ạ. Đấy, xong bọn tôi lại vào cái trung tâm thương mại tên là Siam Paragon. Đấy. Ui, 9:20 các bạn nhìn trung tâm thương mại của Thái này. Đông vai lều thề. Nhưng mà bọn tôi cũng hơi su cờ na tí. Thực ra ấy, và bọn tôi có thể gọi rất là nhiều món ăn rồi. Nhưng mà hình như là 9:30-10 giờ là các nhiều cửa tiệm ở trong những cái trung tâm thương mại người ta bắt đầu dọn dẹp ấy. Nhưng mà tôi thấy là khách trung tâm thương mại mở đến 10 giờ.
thì cũng là kiểu ấy lắm rồi mà nó vẫn đông nha. Đấy, vẫn đông nha. Thì bọn tôi đáng nghe là bọn tôi có thể gọi món rồi, nhưng mà bọn tôi gặp một tai nạn. Tai nạn đây là gì? Bọn tôi đang đi. Đang đi như này nhá. Các bạn nhìn đi. Thì tự nhiên mà anh Thái Linh. Đéo thấy anh Thái Linh đâu. Where? Thì hóa ra hình như là anh Thái Linh mải liếc chị nào rơi con máy à cái niềng răng rồi. Mà cái niềng răng rất là quan trọng, các bạn hiểu chưa? Tại vì anh ấy đang đợt này anh đang mài lại, anh ấy mà răng anh ấy đều nha. Nói thật cả bạn là cả Hà Nội, nguyên nửa cái Hà Nội là chửa luôn. Anh chỉ đợi một ngày anh ấy cười anh hở răng mà răng anh đều nha. Đi mất em, tôi hứa bạn luôn, không cần tới nửa chị em Hà Nội chửa, tôi chửa được chưa? Thế là bọn tôi bảo thôi thế bây giờ là chia ra đấy, xong mãi lúc là đây là 9:35 mà bọn tôi mới vào. 9:35 mới vào đúng không? Đấy là bọn tôi chia ra, ui dồi ôi, nhìn vào quán ăn quán nhiều dã man. Xong cùng bọn tôi cuối cùng đếch ngồi quán nào riêng, ngồi food court đấy để gọi xong quay vlog. Xong cuối cùng mãi 10 quán food court, 9 quán đóng. We last order no take, yes 10 hour we cleaning. Đấy thì thôi lại đi, gọi như là có đúng một quán mở seafood. Seafood mở, gọi đúng hai món. Xong đưa gimbal kia cho hai ông anh đó, ông Thái Linh và ông anh Đình Khoa đi. Ok, bây giờ ăn vâng đẹp, đi mua đồ ăn, em với nhím á, à, tụi em đi mua nước, hai anh em mình quay xong rồi về góp sụp với nhau, ok không? Đấy, xong cuối cùng hạm đi nửa tiếng thấy hai ông cầm về hai cốc coca. Đâu má, tưởng uống sơn hào hải vị pát binh su trà thái milk tea boba các kiểu, mà cầm về hai cốc coca cola. Đấy, nhưng mà cũng phải thông cảm là tại vì là quán đóng hết mẹ rồi, tôi với anh bạn chỉ còn được đúng hai món đấy, hai món duy nhất mà tôi gọi đi bộ một cây rưỡi đến trung tâm mạng gọi được một đĩa tôm hùm với cả một đĩa súp tôm nhầm. Đấy, hai cốc coca. Đấy, các bạn nhìn hai cốc coca, hai cốc mà sáng tạo nội dung vai lều đĩa trải nghiệm được gì. Thế là cái chia nhau mà ăn thôi, nhưng mà cái súp này cũng ngon. Súp này nó kiểu nó tê, nó cay mà nó ngon lắm nhá. Uống nhá, tôi không chưa từng uống một cái tôm nhầm súp nào mà uống xong mà kiểu như không uống ấy. Kiểu nó ướt lúc đầu, xong rồi khô lúc sau, xong nó bị kiểu gọi như là tê mẹ ở cổ. Tức là uống vào đeo cái cảm giác thế có nước canh ở trong cổ nó, thế là bị cái đéo gì nhỉ các bạn nhỉ, mẹ em chôn vãi lều thề. Đấy xong ăn xong tôi ăn đúng hai món thôi, bảo đéo được, bây giờ cầm máy của anh Độ đi quay này, quay ăn hai món tều thôi, bọn tôi quyết định đi chén tiếp tại vì đã ăn no đéo đâu. Xong lúc đầu bọn tôi đi bộ cây rưỡi rồi, anh em bảo trời ơi chơi phải đi bỏ chứ mấy bà. Đấy xong kiểu thằng ấy bỏ chân hết, xong bọn tôi quyết định đi ra chợ đêm Palladium bụng một con tung tung. À đây câu chuyện con tung tung thì mày cầm hai anh em, bọn tôi cầm hai máy quay đúng không, thằng nào thằng đấy, nói chung là tiếng Anh là đủ biết. Đi ra ngoài bãi lộn nhá. À, trả giá đấy anh em ơi, phá cháy giá nha. Ok nhá. Yes, we go from Siam to Palladium. Night market, how much? Đấy, ông tài xế 400 baht. Mấy anh em bọn tôi ở lần đầu đến trả giá no too expensive, 300. 300, go. Đi, mày nào biết ngay là bú lờ. Thế hôm sau hỏi các chị em mà. Ê, mấy chị em ơi, đi từ mấy cái như kiểu là trung tâm thương mại đi hay là đi từ chỗ không chỗ nào mà đi party night club ấy. Bọn tôi đi after party về cũng xa ngang cái Siam Paragon này luôn, mấy cây hết bao nhiêu. Dạ hôm trước bọn em đi có 20 baht mới ăn đấy. 20 baht bao nhiêu người? Dạ 5 người. Ít mày em đi cây 300 baht cái lầm ma. Thế bọn tôi cứ tưởng nhà tông thái Edison đâu mà Harvard mẹ đi trả giá 300 baht nó gật luôn đâu. Mà nó cắn kìa, nó cắn bọn em. Đây bọn tôi đi đúng từ đây nhá, về cái Night Market đúng không? Xong từ Night Market về đi túc túc về khách sạn của tôi 150 baht. Đấy, thế bọn tôi tưởng ôi đây là giá chuẩn này. Hôm sau hỏi đấy các chị em idol đi mua đi hết bao nhiêu? 20 baht, 40 baht. Còn mẹ à, tùng béo 300 baht là bằng con taxi rồi đấy. Vai lều thật các bạn ạ. Đấy nhưng mà lần đầu đi túc túc nói chung cũng vui. Nhưng mà đấy các bạn nhìn này, anh em ngồi hết ghế sau ghế VIP, em đang ngồi ghế bên cạnh, con mẹ em lúc nào cũng như là mới rơi ra khỏi xe sợ. Ôi đấy thì nói chung là các bạn phải hiểu là đi lần đầu tiên tôi thấy một cái mô hình kinh doanh ở Thái thì mà nó lạ thật, đéo hiểu sao bên này người ta lại bán những cái đồ này các bạn ạ, ngoài đường ấy, đéo hiểu tại sao nó lại như thế luôn, trông nó hơi tục nhưng mà tại sao người ta lại bán những cái đồ như thế ngoài đường nhỉ. Xong rồi nhá, tôi đến cái quán kia nhá, đâu bọn tôi hỏi các thứ, thực ra cái quán này nó bán cả một số thứ khác bọn tôi là cũng tham khảo. Đấy, nó không phải thứ gì bậy bạ đâu nhá. Đấy, bọn tôi không mua gì bậy bạ cả. Đấy, xong vào chứ. You guys, ông bán hàng người Ấn Độ rồi. You guys, beautiful man, I have pill. Biết pill rồi chưa? Thuốc. Yes, sex pill. Yeah, bang, 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 bang. God, mà, cái gì thuốc gì anh? Pill, sex pill. No, thank you, no, thank you. Phải lều thật, bọn dù bọn tôi chơi cái thuốc luôn. Đúng mà. Ông chết người thật. Ai chết cả lao đòn luôn mà. Đấy, vãi cả lều luôn. Thằng bọn tôi còn định mua chiếc điện. Thằng bọn tôi đang đi chợ đêm mà. Đi kiểu đi dạo thôi. Gì kệ. Đấy, thằng anh cầm pot
nhưng mà bên này ở ngoài người ta vẫn bán. Đấy thì quán kia người ta cũng bán thế. Không, ở đây người ta bán cả trích điện. Lúc đầu bọn tôi là định mua trích điện trích thử anh Độ làm content, nhưng mà sợ anh bị giật, thế là bọn tôi quyết định là không mua nữa. Cái trích điện có 400 bạt nhưng mà cũng không biết là cầm về Việt Nam cũng đủ má. Cái này sao người ta lại được bán cái này nhỉ? Cái này có được tính là đồ bạo lực không? Mang lên. Ờ không phải. Thì anh em bọn tôi là định làm content, tại vì cái giày này giật, hình như là giật có một tí nữa, cái này nó nhẹ lắm. Đấy, thật mà. Đấy, bọn định mua cái này 400 bạt về trích thử, nhưng mà kiểu không ai biết, không ai định chịu xem là bị trích thì nó cảm thấy như nào. Thế là cũng đếch biết, kiểu nó có giật kiểu cái vật mũi không các bạn? Giật tung bùi luôn á, đâu mà thế không được rồi. Thế tung bìu mất anh Độ của tao, không được, anh Độ nó mất đích rồi, bây giờ còn tung bìu nữa không được. Hình như là lúc đầu ý tưởng là của anh Khoa này, đấy không phải lỗi em đâu. Em là bé nhất, tay mà chỉ Azure thôi. I know, of course. Đây, bọn tôi là những người em rất là hiểu anh trai. Anh Độ lần này đi đúng không? Để vừa đến sân bay ấy, ô chết mẹ tao rồi chúng mày ơi, tao không mang đồng hồ mà tay thấy thiếu. Thì là bọn tôi, bốn người em đã vào store Rolex, hiểu chưa các bạn? Thì tất nhiên là người trả giá là em Dev. Con Rolex này máy chạy bằng cơ, tôi dám chắc cả bạn luôn, chất lượng phải mang 19-10 với cả hai ông anh bán Rolex máy chạy cơ 198k trên TikTok mà các bạn được xem. Được chưa? Nhưng mà ở Việt Nam giá rẻ hơn, bên này người ta bán 800 bạt. Nhưng mà thật sự các bạn nghĩ là 800 bạt thôi, nó chỉ là giá niêm yết ở ngoài. Thực ra đít cao xong là còn ta 800 triệu. Con mẹ, lần đầu tiên thấy một cái Rolex mà tay như là G-Shock, mà mặt Diamond King of Bling như Jordi đen. Mà 800 triệu của bọn tôi đi mua cho anh Độ Messi. Lúc đầu còn thử, còn cái ý tưởng mà tặng anh Độ cái màu là ý tưởng của em đấy. Các bạn xem đi. Tại anh Độ mình mộc. Nhưng mà con kia đẹp nhất rồi, mấy con này trông tởm vãi lều. Is this a shock? Good shock? Yeah. Okay. Thực ra ấy, tôi lúc đấy tôi đi cầm thử ấy, xong tôi chạy đi cơ. Đấy, nhưng mà tôi sợ mấy ông anh Ấn Độ kiểu một cái dây nhà hàng người ta thông với cả nhau. Lỡ anh em có hiểu lầm gì thì nói chung là nó không được tươi tỉnh cho lắm. Ở Việt Nam thì nó lỗi lầm mà sửa được, chứ bên này đéo biết sửa kiểu gì đấy, các bạn hiểu không? Hey, biết rồi. Anh em mua cái đồng hồ đi, bảo là mới mua tặng cho anh Độ để... Is this like a silver? Do you have any like... Because this kind of like, you know, like with jiggling. Do you have like any... Thế tôi nói thật cả bạn nha, Logitech có đối Superline. Thì tôi nói thật cả bạn, Rolex bình thường các bạn nhìn mới là bản bình thường thôi. Nhưng mà ở đây nó có bản Superline luôn. Nó tháo tạ ra, đeo nó nhẹ lắm, nó như Apple Watch kia. Ôi, các bạn nhìn thử xem. 800 triệu của tôi đây, chia ra mỗi anh em 200 triệu mà. Đeo hiểu nó tháo gì giảm nhẹ thế. One copy. Được rồi. Tí đợi Độ về phòng xong rồi. Đúng không? Bây giờ các bạn thử nghĩ em hôm đấy lại nói thật cả bạn là cái đấy là bọn tôi mua là bọn tôi đếch biết là có vừa anh Độ không, là kiểu không cắt được xích thôi. Nhưng mà là anh Độ đeo lên sân khấu là tôi hứa các bạn là các bạn nhìn không biết là đều hay là giả luôn. Qua màn ảnh nhỏ tất nhiên là người sành người ta nhìn phát là người ta biết ngay. Nhưng mà nhìn qua livestream là không biết chưa chắc đâu. Anh Độ đeo, anh nghĩ là rewind. Hôm nay định đeo rồi. Full móc luôn. Trời ơi. Nhớ trả giá nha, nó đang thì không biết đều là giả, chỉ có một trường hợp thôi mà. Em đẹp thế đấy, mọi người cứ tin tưởng em đẹp trả giá đấy, 400 bạt em đẹp trả 300 không, em đẹp 900 đồng hồ Rolex em đẹp trả được 800. Mẹ chúng nó cứ gật đầu thế, thế thì mình cũng đồng ý. À không, 800 lúc đầu nó hơi chảnh, nó bảo là cả ngày nó chưa bán được cái đồng hồ nào, mình nghe cũng thương. Thế cho các anh em, cho tôi hỏi 800 bạt cái đồng hồ này đã là ok chưa cả tình yêu? No, let me see, 900 in my currency, hold on. Trả một nửa á? 700 is ok. Được, lần sau tôi đang xà bị trưởng, 80.000 suất tôi trả giá bụi, tôi trả đúng 40.000 thôi. Không biết bị đánh không nhỉ? What you think? Không, lúc đầu là bọn tôi cũng không nghĩ là anh Độ sẽ đeo thật. Nhưng mà anh Độ có ý định đeo thật nha, respect cho anh Độ, Missy của bọn tôi. Muốn Độ đeo thật à? Chống nước không á? Wow, chắc chắn là chống nước luôn, nói tất cả các tình yêu. Có máy đéo đâu mà chả chống. Cái kim này như là chạy bằng pin con thỏ hay là cái gì ấy. Đéo cái pin con thỏ đó là pin gì ấy. Có máy đéo đâu mà chả chống. Các bạn có ngầm ở dưới đáy biển Caribe nó cũng sống luôn. G-Shock also same price. Tất kim nó chạy gió thổi vào. VIP. Không, tôi thề cả bạn, cái này là theo cá nhân tôi thấy tôi cầm không mấy cơ. Không có mấy cơ, đéo nhẹ hều luôn, nó nhẹ như cái vòng của tôi này.
vậy mà trả 800 bạt á. Hay là máy cơm mà tôi không biết được. Mà nó nhẹ lắm. For my boss. Đấy, rất là tinh tế thôi, nhưng mà quà cho anh Đỗ giá làm tầm gì. Trời ơi. Đấy, còn ai sâu hiu nữa. Đấy, theo bọn tôi bú được cái đồng hồ full boss luôn. Đúng không, nhưng mà ở cái hộp này đang đẹp nhá. Cái hộp, các bạn nhìn nhá, cái hộp 2 này nó còn có cái giấy gói gì cơ. Sau cùng, ông ấy tháo con mẹ cái Rolex ở dưới này ra. Xong rồi tôi có hộp như này. Thế cả các bạn luôn. Mẹ cái hộp này đang đẹp. Đấy, cái hộp này ngang ngang đang tốt. Đấy, cái hộp Rolex thật trông nhỉ, như là cái hộp nó phải to, mẹ to hơn. Hộp kia đang xịn sò, có giấy gói mẹ. Hình như mình trả 100 bạt đấy, không đéo cho cái hộp kia. Đấy, xong rồi tôi mua đồng hồ xong vào ngay cái McDonald's. Adventure bọn nó có định ra chợ đêm. Mà lại để ăn McDonald's. Đấy, xong có định tưởng đi đâu xa cùng lại vào đớp McDonald's. Đớp McDonald's các bạn ạ. Đấy, xong đớp thì có mấy cảnh trên ăn McDonald's các bạn thấy trên gimbal nha. Tại vì đớp lúc này quay rồi nên không lấy máy ra chụp. Đấy, thế nên là bọn tôi là anh Độ thì phải đi uống với cả bên đối tác. Đấy, đi uống với cả bên đối tác. Thế là mấy anh em đi là chỉ có đi đớp với cả đi quay thôi. Thế là 7-3 giờ là về anh Độ dựng cái clip. Nhưng mà tôi nghĩ là mấy hôm nay đang bận ấy, tại vì cứ mất kênh hoài ấy, cũng kiểu tâm trí để edit thì cũng chả có đâu ấy. Không biết là bao giờ có. Đấy, xong rồi tôi đi về. À, chưa đi về. Bọn tôi bảo là clip mà còn quay như này là chưa đủ thông tin. Các bạn hiểu chưa? Chưa đủ thông tin. À, chưa đủ nội dung. Thế bọn tôi quyết định đi tiếp. Anh em nào là bảo chứ, anh em bây giờ nhá, anh em mỗi người đi vào sổ cây mua một điếu thuốc. Đấy, một điều thuốc hút cho nhanh. Xong anh em đi đi uống rượu uống bia tí. Rượu uống bia tí làm content nội dung các kiểu. Đéo hiểu sao đang đi nhậu làm content thấy mẹ quán massage chân. Thế lại ghé con mẹ mày vào. Vãi cả lều thật các bạn ạ. Đấy, định tạt con 7-Eleven. Đéo hiểu sao luôn. Ơi đấy, lại nhìn thấy quán massage chân. Thế lại ghé con mẹ vào các bạn ạ. Vãi lều. Ui, tôi thề các bạn, đây lần đầu là lần cuối em đem massage chân. Tôi thề không hiểu sao mọi người massage chân đau vãi lều ấy. Cái chân em đã bị cái gì mọi người ạ? Bóp đau đéo chịu được. Thế là lần cuối em đem massage người bình thường, em massage đầu thoải mái, cổ vai gáy các kiểu, như massage chân đau vãi lều. Thì nó có bóp vào ống đồng ấy. Thế mà tôi nói thật các bạn nhá, ở đây nhá là một gia đình làm. Đây, một gia đình làm cái massage luôn. Một gia đình đúng không? Đấy, nói chung cũng hưởng. Đấy, lúc đầu thì bóp lúc đầu bàn chân thôi thì phê lắm. Tại vì bọn tôi đi bộ nhiều mỏi chân thì bóp lại cái ống đồng thì thôi. Thế gia đình là có một bác này, một bác gái, một bà như của bà mẹ Thái Anh Hùng. Đấy, một ông anh bé tí với cả một ông bố hay là ông chú gì đấy, nó cũng nhỏ con. Thì cái bà mẹ là người đô nhất. Tôi nghĩ là cũng là người cầm chuông gia đình thì đúng, tôi lại có vinh dự được bác chị làm. À, chị cầm quả chân tôi. Đụt cổ mà như vắt sữa bò, đau đéo chịu được. Gia tộc kiềm nghĩa món chân. À, đợi mấy anh em. Yes sir, hơi hưởng. Hơi hưởng đá một tí. Mời qua em mê. Bây giờ 2 giờ sáng. Đấy, xong massage chân thôi, bọn tôi nằm ngủ vặt thấy. Ôi, nhưng mà cái ghế bên đây nó êm nha. Đấy, ghế bên đây êm nha, xong bọn tôi về. Về phòng anh Ben là ngồi ăn bim bim. Đừng bạn ăn bác đô đan rồi, vẫn ăn bim bim. Tôi bảo tôi 80% là cứ được về thế. Xong. Và bây giờ bọn tôi mới check in. Đấy, xong ở phòng Bo, xong Bo đi ngủ. Xong bọn tôi mới check in phòng. Ủa, anh đi lên à? Đấy, anh Ben thì ở tầng 43, anh nhím vào tầng 41. Hay 40 gì đấy. 41, đúng rồi. Nó tôi thì ở tầng 38 đi xuống. Ôi, tại phòng bộ tầng 40. Đây là phòng của em đẹp. Đẹp single bed bro. Anh Độ Misi nhá, top 1 streamer Ribless BX 7 triệu sắc. Còn giữ 2 giường, tôi được 1 giường mà view quốc tế. Yes sir. King size bed bro. Đâu được chưa các tình yêu? Luôn quá nét luôn. Cái gì cơ? Em quạt anh á. Ủa nhưng mà được rồi, mình phòng sướng thật. Đấy, xong hôm đấy là em đẹp xem nốt đợt này đang xem cái gì, xem The Gentleman trên Netflix. Đóng đúng 2 tiếng đi ngủ, ngủ xong 12 giờ trưa. Như một hồi chuông cảnh tỉnh báo thức dậy luôn, anh em hẹn là 12 giờ trưa đi. Đấy, làm 12 giờ trưa đi. Lại quay về trung tâm thương mại. Lại quay về quán ăn hôm qua. Cái gì anh? Hết chỗ. Thế mới đỉnh. Còn trong. Còn mỗi chỗ ở ngoài. Đấy, lại quay về quả trung tâm thương mại, lại quay về quán đấy ăn luôn. Ôi, người ăn một quán mà. Cái gì anh? Hết chỗ. Không ăn quán khác luôn. Còn mỗi chỗ. Cứ mỗi lần là bảo là anh ăn quán khác, anh Độ sẽ bảo là chứ thôi chiều đi Nimogala, thôi chiều thật thì ăn đối tác ăn thì gần thôi, thôi
chiều còn bao việc còn đi ăn với cả bên game nên lại là ngày nào ăn này. Thôi chiều còn ra sân bay đấy, lại ra ra đây ăn. Ngoài. Rất trung thủy luôn. Đồ ăn vẫn ra. Em đã quay nhiều nhưng cũng có clip xin anh em nữa. Đấy anh em cơm rang đấy, đây là món cơm rang chứ danh luôn. Anh độ 4 ngày gọi món này, 4 ngày cả 4 ngày gọi món này nha. Cơm chiên với cả má heo quay. Anh Ben cả nhím, anh nhím cũng hay gọi đây. Tôi ngày thứ hai, ngày đầu nhá. Ngày đầu ở đâu? Đây ngày thứ hai, ngày đầu em đã ăn con cá. À ăn cơ bò đúng không? Ngày thứ hai em đếp gọi mì xào xúc xích. Nhưng mà bình thường món này cay, món này bảo là best seller ở quán của họ. Nhưng mà em đếp gọi cùn xào trứng ngon phết. Ngon phết các bạn ạ. Ngon phết. Má ngon vãi lều thì. Đấy, ngon. Đấy nhưng mà hôm đấy hết bàn đấy, bọn tôi phải ngồi ngoài. Bọn tôi ngồi ngoài lúc này là ngày 2. Các biết tại sao anh em ngồi mà tôi lại đứng không? Nhím thì lên phòng trước, tại vì nhím bảo là nhím chưa tắm. Còn bọn tôi là phải trả tiền nó lên phòng khẩn trương. Là tại vì là còn phải make up, lên phòng make up nữa. Xong rồi mặc vest, xong rồi chiều đi sự kiện. Thì em đáp, quay chúng trả tiền. Ngọt như mía lùi luôn. Suy nghĩ về nước Mỹ luôn, anh em cười lắm. Đấy, em đáp đứng lên, anh em đáp trả tiền thôi. Thế xong là cũng lên phòng. Lên phòng make up trước. À các em đếp phải la vét đó. Em đếp mặc cái áo trắng trông béo đéo chịu được các mọi người ạ. Em đếp mặc cái áo trắng trông béo như con lợn. Béo như con lợn luôn mà cũng giống con lợn thật, lần này ăn nhiều lắm. Mẹ sao chụp mà em cái gương này em đã chụp trông như cứt. À lúc này mặc vét xong rồi, make up xong rồi. Make up ở trong không. Nhưng mà lần này nha, lần này các bạn nhìn ra camera thôi, nhưng mà lần này nhá, cái make up của ông make up cho em đếp trong với cả mọi người. Ủ má make up xịn lì vãi lều luôn, em đẹp toát mồ hôi mà make up nó không trôi mọi người ạ. Đâu má đấy, bọn tôi đóng vét lên, make up xong xuôi xong bọn tôi bắt đầu quay tí. Lại một phần đấy, mày nhớ để cách một khoảng thôi thì nó sẽ không bị ao này. Okay. đấy nội dung này được chưa rip off from the India. 800 triệu on the wrist bro. I style on my neck. I style. À quên mất. Tôi hay đọc comment với cả cái gì thì anh em mới hỏi là tại sao em đẹp không mang logo bị mọi người mắng. Thì đính chính lại, em đẹp không có logo. Cái logo này là bằng vàng thật. Anh Độ là cái năm gala mà tôi ở nhà với Covid ấy, từ là năm 2 năm trước ấy. Thì anh Độ làm 10 cái cho 10 anh em refund gốc. Để làm thì như là có làm thừa ra một chút. Thì tuy nhiên lần đấy đi anh Độ bảo nếp không gala à không có pin không có cái hiệu refund à. Xong nhím bảo thế sao có mượn của anh em, thì tôi ngại. Tôi biết là ví dụ là chỉ cho 10 anh em thôi, tôi cũng không hỏi, 300 năm thì tôi cũng không hỏi. Anh Độ bảo chứ không sao, hình như nhà anh còn thừa một cái, bao giờ về qua nhà anh cho mày một cái. Và đây là Polo Pilo phải nói là cực cắt. Thôi nhưng mà anh Độ hứa là phải làm với anh Độ nhá, sau em đến em đòi đấy nhá. Đấy, em không hỏi thôi, em biết ý biết điều, nhưng mà lần này nhá, anh Độ hứa nhá, em đòi đấy nhá. Anh được xin. Yeah! Beautiful! Mà baby! Thật mà, không hỏi. Chứ không phải em đã quên, em có em đã mang, nhưng sao mà quên được. Vãi lều. Các bạn nào, mẹ ông đẹp phải ý thức kém thật, đọc comment gì. Ông đẹp ý thức kém, mẹ cả tim đeo, ông đéo đeo. Thế ông quên, không phải kiểu ông làm cái gì mà trông cọc cạch không này kia, thể đọc này, đau lòng vãi lều. Em có đâu, em có em đeo rồi. Hay thể buồn nếu chịu được. Ôi trời ơi, lét luôn. Hơi khó đấy. Quay behind the scene. Mày làm trước mày dậy luôn mà. Bỏ giày ra. Anh Linh. Anh Linh đâu nhở, hôm nay không thấy chim nhở. Em đi giày trong buồng tắm nữa. Mình sao không tắm được. Lại đi ăn với em nào ôi. Sôi. Thôm rau cho mà anh nằm trong bồn. Hỏng màn á. Mãi lêu hỏng màn á. Mãi đíp vậy. Nhà em đép thừa một cái 240 này. Sôi. Các bạn search hộ tôi xem anh Jungkook bên BTS anh có làm thế không? Kiểu lướt này không? Bật phát vào đây là anh Jungkook anh có làm. Xem ngay hộ tôi cái. Xem ngay hộ tôi trường hợp này cái. Check con vàng. Cái kiểu này là ai làm này? Slick as fucker. No, mà that's kinda slick though, not gonna lie bro. That's kinda slick. Có.
đi mẹ nó. Chất vãi lều thế. Run cúc à? Run cúc mà. Không, lúc đầu nhá. Không phải đâu, các bạn nhìn tóc của anh Linh không? Đấy, lúc đầu là má anh ấy bằng. Nhưng lúc sau là bảo là ê, mà nhìn má anh bằng trông tều tều nào nhở? Thế hất sang bên. Đấy, trông được à các bạn? Trông cũng hay đấy chứ. Đấy, trông hay đấy chứ. Nhưng mà lần trước có cái lần nào đi gì Đại học Kinh tế Quốc dân là uốn uốn xuân giả trông đẹp thế mà lần này không làm. Xong mày đi ra nhá. Xô. Nhưng mà tóc nhím mỏng lắm. Tôi sờ tóc nhím mỏng dính luôn. Xôi. Nam thần luôn đấy chứ. Chảy hết cả nước. Hết cả nước luôn tình yêu ạ. Không, cái này là tôi chưa kịp quay thôi. Anh khoa được cái vết ra. Mấy ai em ơi mặc áo cho anh. Như vua như chúa luôn mà các bạn. Không biết là nói tất cả bạn nào vua ngày xưa đối xử nó tì thế không, nhưng mà ông anh này là ông ấy lớn tiếng lắm. Ông anh là lớn tiếng lắm. Chán. Được các bạn, à máy này anh Ben gửi tại vì tôi đéo có ảnh nào, tôi có chụp cái nào đâu, tôi off stream không mà mấy kia trông tiều quá. À, nhưng lần này em đép đi học một chiêu kéo chân các bạn idol Nemo, hình như là bạn chị nào chị Mochi ở chị top 1 gì sâu ấy, chị dạy em đép đài nha, từ từ nha, để em đép chỉ cho các bạn. Mới biết, mới học các idol nha. Đây các bạn nhìn chưa? Chân ngắn vãi cả trông một khúc đúng không? Bây giờ anh em ấn vào edit em đép mới biết nha. Cái này em mà biết rồi đừng chửi đép nha, em đép không biết chửi đời. Em ấn thằng crop này, ấn thằng dọc này. Anh em kéo ra. Đâu mà người yêu cũ em hối hận chưa? Chân anh mọc cái khóa bút kìa nè. Được rồi tí. Từ từ nha, từ từ nha. Đi mày xong. Sao thấy mỗi cái giái rồi, điếu thấy mặt tao nữa. Từ từ. Thế kéo chân ra nên làm nào nó fit vào cái khung nhỉ mọi người nhỉ? Ơ à, kìa, chân dài ra lại mất đầu rồi. Đồ má công nghệ này làm nào nhỉ? Đi mày đéo giống kịch bản ta. Thôi kệ mày, tí nữa. Tí nữa cái ảnh này không áp dụng được. Cái ảnh này không áp dụng được các bạn ạ. Ví dụ như bức ảnh này tự nhiên là anh bên chúng ngẫu hứng lúc đấy tôi đang chỉnh áo nhìn lên. Tôi thấy là cũng chốc tạm được, nó đéo nó nào đi mà nhìn xuống. No wonder fuck. Sao tôi nhớ là mẹ em lúc trước đi Thái là em đép eo thon thon này, bảo là giảm 6-8 cân này, gọi như là đi sự kiện cho nét rồi. Không, cái này là do áo mình đẩy ra, đang chỉnh khổ quá, trong bụng to đấy không chịu được các bạn ạ. Nhưng tôi kệ, mình cứ như nào mình yêu bản thân mình các bạn hiểu không? Mình cứ như nào thì mình yêu bản thân mình các bạn hiểu không? À, không có vấn đề gì cả. À đấy, thử nhá, xem đang nhắn tin với chị nào nhá. À không, đang xem ảnh ai mặt kệ. Rồi đây các bạn nhìn đây các bạn. Các chị em check vào của tôi trường hợp này. Đấy nhìn mặt mím không? Không biết là xem ảnh ai. Cười thế nhở. Trời đất ơi, không biết là xem ảnh ai ta. Mím cười. Trời ơi. Bé Hồng ạ. Trời. Tí các bạn xem tí nữa đi, tôi có clip behind the scene cho anh em luôn. 100% không có ai có luôn. Không gửi cho ai luôn. Có clip luôn, bình tĩnh các bạn. Cái gì đây? À nếp chụp nhưng trông vẫn như cái đầu buổi các bạn ạ. Trông kiểu gì cái gương này, cái mặt thiếu sáng quá. Hell nah bro. Hell nah. Đó, đối với nam thần tí gương hơi dơ một tí thôi. Nhưng mà anh em tôi vẫn ok. Huyền baby đấy. Đấy hai anh lớn chụp. Đấy, chụp xong kiểu ảnh này. Đây là góc ngang thôi nhá. Nhưng chụp xong anh khoan nhìn ảnh, máy của anh độ. Đồ má này sao cái mặt của em nó bự vãi. Bạn ạ. Xong anh Độ bảo mặt tại sao nhỉ, thôi mày đứng ở bên phải ấy, xem có được không. Đấy, xong chụp xong mặt vẫn bực. Thế là tôi anh Độ mới đi ra một giải thiết. Hậu bồi tao biết rồi, cái gương này nó bị lệch không ở đúng anh ơi, hình như cái gương bị lệch chứ sao mặt anh bự thế được. À nhưng mà đây là các góc ngang nha, không biết là ông anh là người ít mỡ thế mà mặt lại tròn xoe. Thép trộm vía bĩnh thật chứ, trông thép bĩnh chứ. Tôi nghĩ là anh bây giờ các cái tiệm thẩm mỹ có gì tiêm botox gọn cằm là anh Khoa đi tiêm phát là ngọt như mía lùi. Nhưng mà dao này đẹp lắm nha, dao này nha. Đấy, tiêm C vào cái bóng nạm bóng lộn luôn này. Thích vãi lều, đẹp tí mụn nào, chất vãi lều. Đấy, nếu mà chăm sóc luôn. Tôi nhá, tôi mấy ngày cuối tôi check in chung với cả phòng mông anh này mà. Đi ngủ nhá, không rửa mặt luôn. Đi ngủ phát, đánh răng cái đi luôn. Tôi mẹ bông tẩy trang, rửa mặt, tẩy ra chết. Đấy, đánh răng, thoa dưỡng. Mẹ ía cơ đít, vãi lều thật. Không đấy luôn, ông anh ấy cái đấy luôn. Đây là lúc mà bọn tôi xuống đấy, mặc vest các thứ xong rồi đúng 4 giờ là Nemo xuống, 4 giờ Nemo gọi bọn tôi xuống gì nhỉ, xuống hội trường. 4 giờ phải có mặt. Các bạn nào xem lại timeline hôm đấy là mấy giờ show bắt đầu của tôi, bọn tôi 4 giờ phải có mặt các bạn ạ. À, nó tàn bạo thật đó chứ. Sủi mà. Ấy, xong đợi một lúc không kiểu thấy cũng nóng
ấy đâu kết quả rồi là cái bà chị ấy xinh lắm, nhưng mà tôi không ra chụp ảnh. Lúc đầu mỗi anh Linh chụp tôi, bọn tôi định xin ra chụp với bạn ấy xinh quá, nhưng mà bây giờ xin chụp bạn bên trái nhưng mà không chụp bạn bên phải nó cũng kỳ, bọn tôi lại thôi. Thôi đấy, đi ra thấy hai ông anh đoạt tụ tí, thấy ba đứa này bảo chứ anh đẹp run vào run gì á, bây giờ ok anh em bắt 5 năm nha, ok. Bây giờ cái mẹ tuổi cân giác có chơi anh em vui được, ok bắt 5 năm. Bên thầy là cũng thở lắm á. Đấy, thế là hứa hẹn sẽ có kèo 5 năm với cả bên FBTC. Ui, không những là kèo V, game V mà hình như là tôi nghe bảo là đợt tới không có đá bóng hay là cái gì cơ. Đi không biết được. Đấy, thế là rất là nhiều kèo nha. Rất là nhiều kèo với cả anh em nha. Đấy, view ngoài rất đẹp chứ mà chụp cái ảnh đếch được. View của khách sạn nhìn qua cũng ok. Đấy, các bạn về các bạn sẽ thấy một cái ảnh thầy giáo ba với cả anh Độ chụp. Nếu ảnh đấy đẹp thì là tôi chụp nhá. Chắc chắn tôi chụp luôn. Ok chưa? Đây là tôi chụp với cả mấy anh em FBTC. À đây, đẹp dài mấy anh em. Đất tôi chưa bao giờ chụp luôn. Đấy, có cả thầy Lia, thầy Lùng Kít cùng các thứ. Ông Lia tếu vãi lều. Ê, đổ quá, anh team refund thích xem đẹp nhất nha. Thích xem đẹp nhất, đổ quá, thích xem đẹp ơi. Thì ra mình không biết là ông Lia xin mấy giờ, nhưng mà nói chung là lúc after party anh Lia có sang lại đi. Ok, mời đẹp chết nha. Ok. Với em hay xem anh, em xem anh lắm. Ồ thế khá, trời đồ quá, xem rap nhất luôn. Mặc biết là anh Clear xem mấy giờ không đâu. Có đôi khi màu ông tếu quá đâu, mà phải chơi game chung mới được. Ông anh chơi game gì hay nhất ở Thiên Minh Thoại, ông nào phải gánh mình tí nhở. Đấy. Em đẹp là điêu biết rồi, ông anh xin mấy giờ, nhưng mà có đôi khi là đối nhân xử thế thì mình có phải thế hiểu các bạn hiểu không? Đấy, từ mình chụp cái này thôi. Từ đấy, xong anh Khoa cũng chụp. Từ đã. Đây là anh Nhím chụp cho tôi. Anh Nhím bảo là đứng đúng góc này, chụp với thầy Ba đi, để anh chụp. Anh Nhím chụp cho tôi và đợi tí chuẩn bị xong tôi chụp cho anh Nhím. Đây, tôi chụp cho anh Nhím đây, chưa kéo gì nhá. Đây là anh Nhím chụp tôi đỡ hơn. Đây là tôi trước cái chỉnh, đây là tôi sau cái chỉnh, từ đã. Đây, công nghệ, đây, công nghệ nó vào những lúc này này, công nghệ nó vào những lúc này thì hơi quá một tí không? Đấy, hơi quá một tí thì anh em có thể bẻ lên này. Hơi quá một tí thì anh có thể bẻ lên. Còn không thì anh em có thể miên ra như này một tí. Đấy anh em vào thì tôi nghĩ là cái khoảng cách an toàn là số 9. Khoảng cách an toàn là số 9 cho em đẹp. Đấy, và tự nhiên là tất cả anh em đều cao lên một tí ha. Cao lên một tí ha. Thôi 12 đi. 12 số tháng sinh của mình đẹp dai. Đấy. Trông cao giáo lên tí liền. Đấy. Đấy, tôi chụp cho anh Linh, ok không? Chân dài vãi lều. Anh Linh chụp với tôi. Đồ mà dark skin. Short ass leg bro. Mà can't find no fucking legs bro. Crazy. Chỉ có người lùn mới biết trò này á. Thì ok em lùn canh chat ạ. Bây giờ nói thật cả mọi người, bố em 1m6, mẹ em 1m5. Ngày xưa em không phải chơi bóng rổ và em thần tượng LeBron James và Derrick Rose. Chắc bây giờ em cũng 1m61 rồi. Nói tất cả mọi người, không phải, gen nó chiếm yếu tố rất quan trọng. Ngày xưa em chỉ uống sữa cô gái Hà Lan. Đấy, làm gì có sữa như kiểu các bạn bây giờ, sữa xịn, sữa mạnh, sữa thần, sữa kích, sữa bò, đấy, tăng nầm, các thứ. Đeo có, sữa chỉ đến thế thôi. Đến thế là các tình yêu ạ. Đấy, xong rồi tôi chụp ảnh chan chê ngoại vải vào nóng quá, chỗ đấy không điều hòa. Được rồi, đấy tổng tài nhá. Đấy các bạn, từ nhá, quả này. Tôi làm sao quả này đi slow mo lại được nhỉ. Rồi, trông con mẹ tài tử. Ui, nhưng mà anh Ben chơi ăn gian. Các bạn nhìn vét của anh Ben không? Tất cả vét của tôi may đẹp bình thường nhá. Anh Ben may bộ khác anh Ben mặc nhá. Nhưng mà anh Ben đệm thêm một cầu vai ạ. Thề. Vai lều thủ thuật thời trang ạ. Sờ vào cái vai của anh Ben cứng như đá luôn. Hóa ra nhét hai cái miếng mút vào. Trông vai nó rộng ra. Chịu thật. Bảo sao vai anh em trông ai teo luôn, ông này ông lười tập gym nhất, vai căng ấy. À lần này thì không thấy Ashley Young ở đâu, thế nó mới chán chứ. Mấy lần trước hình như là cũng có năm đầu tôi đi có chị gì mà bình luận viên là người yêu anh Văn Tùng mà. Đợt đấy 2 năm chị đi 2 năm rồi, ngày xưa chị làm mà bây giờ chị chuyên ở bên VCS đấy, ngày xưa còn nhiều bận mọi khác lắm. Tôi nè, mặc dù không phải làm Nemo từ đầu tiên nhưng tôi đi gala đầu tiên nè. Ok chưa, gọi là ra gì đấy. Đấy, bây giờ thì không có, bây giờ nó khác rồi. Tôi lại một cái filter Snapchat tếu vãi đều. Đây, đi một lúc thì thấy ông anh bình người Tunisia. Có mà ông anh này kiểu tếu vãi đều. Ông anh này thì top 1 Trung Đông. Anh Độ của tôi top 1 Đông Nam Á, top 1 luôn châu Á này. Anh Độ thì nói chuyện với cái ông top 1 Trung Đông. Ông Trung Đông đánh biết tiếng Anh. Anh Độ biết nhiều hơn ông Trung Đông, ngang ông Trung Đông. Nhưng mà vẫn muốn hiểu dịch tròn vành rõ nghĩa. Thế là ông anh bên Tunisia nói chuyện với anh Độ thì
nhờ vợ dịch, xong vợ dịch nói chuyện với tôi nói chuyện với cả vợ, bà vợ dịch ra xong nói chuyện lại với anh Độ. Đâu má, một tiếng đồng hồ đi xe luôn má. Nhưng mà vui. Top Nemo TV. Bụng binh vãi lều. Không, nhưng mà anh Độ bảo đợt tới anh Độ đi học tiếng Anh các bạn ạ. Đợt tới anh Độ đi học tiếng Anh rồi. Tôi thật, anh Độ sắp lên một cái tầm cao mới. Đợt tới khả năng là kết hợp với cả Asobit. Thật luôn cả bạn luôn. Khả năng. À cái đồng hồ. Tôi chú bố cái đồng hồ tôi bị cái gì các bạn ạ? Đéo hiểu. Mà em để trong ngày lâu ngày đéo hiểu sao. Mà em cái miếng da lòi con cũ ra. Đấy, tôi chỉ có cái đồng hồ ghẻ đâu. Đồng hồ ghẻ các bạn ạ. Đấy, xong rồi đéo hiểu sao nó lòi miếng da như thế. À, trong đợi một lúc của chị Thi tới. Scotland, đi mình à? Scotland đúng không? Oh baby. Ấy. Cái gì gói chứ mấy kim cương nói chuyện bất quan điểm thật. Trông giống Hannah Montana đấy. Ê nhưng mà giống Hannah Montana thật. Giống Hannah Montana thật các bạn ạ. Cái gì nữa, sẽ gói 20 kim cương MV cái gì nữa. Đây tí xem mọi người ạ. Đấy xong rồi chị Thi nhảy mấy cái. Không phải sao đây, chị Thi chụp với cả bọn tôi nhá. Đấy tại vì tôi biết đúng không. Ê nhưng mà ví dụ chụp mặt mình cũng kéo ra như thế thì mặt mình có dài không nhỉ. Thử xem nào. Nó áp dụng đâu. Oh hell nah bro. No. Không phải cái nào áp dụng được, nhầm. Đấy chỉ áp dụng qua chân nhá. Anh em không chỉnh ảnh 101 nhá. Đây, tôi biết chiêu này nữa. Chỉnh ảnh lười. Add rớt cái, đôn lao cái ngay. Đấy chị Thi bảo là, ê, thằng đép nó cười đều quá. Bác cái lều thật, em cười bình thường này kêu đều. Chị Thi chụp này xong bảo, mà thằng đép nó cứ đều. Sắp đây là cho tôi hỏi nhá, tôi đéo biết chụp ảnh. Cho tôi hỏi là tôi phải cười như nào mới gọi là tự nhiên hả mọi người. Tôi chụp xong bố tôi cũng bảo là mặt tôi không tự nhiên. Thế thì cho tôi hỏi là chụp như nào gọi là bình thường. Hả các bạn? Bỏ đấy các bạn. Đây cho chụp ảnh mấy cái chị Thi. Đây rồi, đây là đến lúc công nghệ lên ngôi nè. Đây là đến lúc công nghệ lên ngôi nè mấy ngốc. Em có âm chị SMA thấy sao? Thôi đi mẹ em, tao cho mắc binh nhìn thấy cái chân đấy, đéo nhìn thấy người cũng được. Mẹ em, người làm gì đấy, nhìn thấy mỗi hai chân dài thôi. Ok chưa? Đấy làm tí. Lúc đầu tôi định up nhưng mà xong tôi thấy kiểu có người có kiểu tôi đọc comment ấy. Tôi thấy 4 comment bảo anh đẹp lùn vãi cả lìn, trông mẹ kiểu hèn, trông phèn. Thế là tôi xóa mẹ kiểu. Nói chung là tôi thì không nói ra, đôi khi cảm xúc con người nó cũng bị tự ái. Thế là tôi cũng nhận thấy là ảnh này hình như là anh nhím nháy ở anh Ben hay Ben em nhím, tôi cũng nhớ không nhầm. Mà trông tôi thấp thật. Thế là tôi cũng kiểu tôi cũng xóa, tôi up cái khác. Trông chân mình nó góc con chụp khác, nó dài hơn hay là như nào đấy. Thì tôi bị buồn thôi chứ không phải tôi bị tự ái. Con người 1m7 thì nó cũng có cái giới hạn của nó. Nó có cái giới hạn của nó. Nhìn đúng một khúc ạ thì chỉ thế thôi. Em đép có 1m7 à mọi người. Nói thật là cái mẹ em cái giày này em đép đã đôn lên 3 phân rồi. Nhưng em đép chỉ được có một khúc thôi. Một khúc thôi các bạn ạ. Cái gì ok không? Chưa. Đấy. Anh Độ nhìn tôi chưa mỏ. Xong anh Độ cũng chưa mỏ. Các bạn thấy chưa? Các bạn cứ chửi tôi mỏ lờ đi. Bây giờ các bạn có dám chửi không? Ai cũng phải chu mỏ thôi. Nó chỉ là sớm hay muộn. Mọi người hiểu chưa? Đấy. Bây giờ các bạn chửi đấy. Đấy. Thà chắc để tao nói với anh Độ luôn. Tao chắc. Mẹ thằng Tùng bún này nhá. Đây. Tao chụp chết với tao con ơi. Tùng bún ơi, à vé fan nào cái thằng tờ rưng này mày vào kênh làm cái lìn gì. Đây là level 7 nè. À tao chụp hết về tối tao đi bớt tranh độ nè. Mỏ đép lờ à mà, thằng này nó mé thật chứ. Vào ngay cái danh sách lóng của kênh bộ tộc BC liền. Thằng này tao phải cho đi 365 ngày. Tao nó mượn gió nó bể măng nào mọi người ha. Tao nó mượn gió nó bể măng ha. Ai giời ơi. Đấy anh Độ chu mỏ tí xong bọn tôi đứng đợi. Không, đây là lúc bọn tôi đi vào nhá thì anh em thì thôi không xem lại nữa thì bọn tôi chào sân rồi. Đúng không? Đấy. Ok, nhớ mic lại cho chị Misty. Cái gì nhỉ? Ok, chào các bạn Misty. Và bây giờ nhớ mic lại cho chị Misty. Ok, so thank you Mr. Misty. Welcome team refund club. Thế chị Misty kiểu không nói gì luôn. Đâu mẹ, tao nói nó way thiệt. Chả biết lại chị Misty mà bà MC đi luôn. Sao chị MC người Việt ơi gì trời. Đó rồi, thế là bạn chị Mỹ Thi cầm mic đưa lại mic luôn đi chứ. Rồi em chết đòn. Hội sao má các chị em phải xinh lung linh luôn chứ, ngọt như mía lùi đấy. Má phải chăng Tina còn làm idol Nemo Show, Tina được đi là tao mẹ được mắt lòng mắt dạ. Mẹ bụng ước gì anh Úc up cho một tháng đi mọi ám 200 quả tên lửa cũng thấy mẹ em top 1 Regional Time City rồi. Ê nó mới buồn chứ. Tí nữa được thấy em đấy. Em tin nào tao không? Đấy xong bọn tôi đừng chụp ảnh xong đấy. Ngồi xàm xí cái bà Thi. Tí xong bọn tôi đi vào phòng chờ. Đấy tí nữa có đồ ăn. Cứ tưởng ăn luôn. Tuy nhiên tôi có bà chị. Ê mấy đứa, chỉ có cái TikTok này dễ lắm, quay lần được luôn.
Đó, vô đây quay quay đủ má clip 100 triệu view tao nhảy như nào cũng được. Đấy, xong quay 20 lần xong chọn cái bọn tôi kiểu em đẹp bạn hoàn là cần làm tù trèo nhưng mà thôi kệ vui vui có cái gì đâu, vui hip hop mà các bạn. Đấy, xong là quay ngồi quay quay vãi. Quay tại vì lúc đầu máy bà thi có bị lỗi nữa. Đấy, không người này sai thì người kia sai. Nhìn anh Tếu à, Tếu à. Cứ về xin của anh Khoa, cứ về xin của anh Khoa. Cứ về xin của anh Khoa. Cái gì cơ? Đôi soi soi từ đôi Prada không phải, thực ra là nhưng mà nếu mà nói đúng ra đi suốt phải đi giày tây buộc dây, nhưng mà tại vì anh lùn mà anh đi đéo đẹp bằng ấy, mấy anh em chân dài cũng nhìn mới đi đẹp vãi lều. Anh đội gầy anh phải hất cái hông ấy đi trông đẹp mà trông anh kiểu đã béo rồi lại còn lùn nữa, thế nên là phải độ độ tí mà phải đi cái đôi giày nào cao cao tí gỡ lại nó là fashionista 101 tí ấy, không chết đòn ngay. Nó phải biết thủ thuật bắt buộc, bắt buộc cái tình yêu ạ. Day and night. Lắc quá là liều thật. Em đau rồi đây, anh vừa long chưa? Con mẹ em trông loang quang vãi cả liều thật. Anh đau của hip hop rồi đây, ạ. Anh vừa long chưa? Đi con mẹ em tèo ai lòn. Mày muốn anh đẹp không? Đấy, đáng nghe nhá. Đấy, bọn tôi là vậy và đây là chụp ảnh rồi. Nhưng mà cái top top của GT hết một tiếng. Một tiếng quay chưa xong lại có mấy ông chú ở bên VTC vào. Lại đéo dám quay vì ngại. Đợi mấy ông chú đi ra ăn rồi mới quay tiếp. Nhưng mà mày phải ra kê ghế cho tao. Được rồi. Tự ti đẹp gang á. À, hay, nhảy cô vui thôi. Các tình yêu ơi, các tình yêu nghe này, TikTok em không lắc được, chịu để em không chơi TikTok. Nhưng mà nói với độ real của hip hop á. Đâu mà mày you feel me hả? Mình làm cái bác tổ nhẹ đây ha. P-boy popping you know, locking you name it bro. Đâu, OG hip hop ha. Hip hop the real the cup nha. Trời đất ơi mình làm một tí ha. Đâu mà hip hop xịn từ lớp 1 tiểu học Kim Đồng. Khách sạn Đài U nha. Dân chơi biết đúi trúc hip hop OG của Hà Nội. Ok đúng nhận sai cao em à. Toàn mỡ. Chịu, bây giờ thì ngáo đấy. Em đã biết cái đầu á. Mấy anh b-boy đừng có đùa. Hơi bị nét luôn. Vô đây. Ngày xưa em đẹp quay được 3 vòng. Ngày xưa em đẹp quay được 3 vòng nữa bây giờ chịu. À đây. Thì cái ảnh hôm qua em đẹp có up ảnh trên Facebook. Đây cái ảnh này. Thì đấy là trước khi chỉnh sửa. Thì sau khi học được làm tí chiêu chiêu đấy. Các bạn thấy không? Nó khác không? Khác tí đúng không? Cũng khác một tí. Gọi là có công nghệ vào. Công nghệ vào đấy. Tự nhiên là mình cũng cao lên tí các bạn thấy không? Đấy. Ủa tôi nói anh nhắc em sao bây giờ. Kiểu mấy anh em cứ anh nhắc em. Nhưng mà câu này hay thật. Tếu vãi lều thì. Nhưng mà có bạn tôi thấy cái anh em tôi yêu cầu tất cả anh em. Tôi thì bây giờ xóa mọi người bảo hèn. Nhưng tất cả anh em report tôi comment này. Hiểu chưa? Report tôi comment này đi. Tất cả anh em. Tôi mẹ xóa đi ông anh bảo không xanh chín hiểu không? Đấy. Sao đâu mấy em nhạy cảm. Đấy là tôi cần tất cả anh em. Report cho em đẹp. Không lỗ. Behind the scene ảnh cái độ PC. Đẹp lắm anh tổng đài ơi. Trời ơi. Tổng đài đó. Rắc. Vì mặt xương á, xương mà. Sao cái mắt hơi trợ cái nơi. Tổng đài 1900 NASA 1252 SpaceX. Từ giờ đã có anh là NASA. Từ đây. Thôi bây giờ đấy. Như thường đầu chuyên tôi đã bảo. Đây này bên đấy nó lại đòi tụi em đẹp. Đây chỉ có 10.000 đô. Anh em nào cứu anh độ của em được không? Bọn em thì không có 10.000 đô. Nhưng anh nào có thể banh hộ em hay là ai đấy 10.000 đô trong team. Bọn em lấy lại kênh. Thì bọn em rất là quý. Cần tất cả anh em chung tay góp sức. Bây giờ bọn hacker nó đòi. Đây anh em nào có năm nhiều thì 10.000 mà ít thì cũng phải 1-2.000 vào. Các bạn lại nhiều khái niệm tôi đéo hiểu đâu. Thì phát thì béo thì vẫn béo sẵn rồi. Thế thôi. Quay TikTok rồi mà chưa. Ủa mãi mới được đâu các bạn ạ. Anh đẹp chỉ tập gym là đúng đồ ăn là ăn gì? Anh đẹp chỉ tập gym là cái gì cơ? Là giảm mỡ mặt à anh đâu? Đấy là cơ địa em ơi, thật.
bụng anh vẫn to mà, cơ địa thế thôi. Luôn. Đấy thì sau bữa ăn vừa rồi thì em Dev có phải bổ tí, hiểu không? Mọi người hiểu chưa? Bổ một tí gọi như là lương thực. Đấy đã bảo tám người tám trong toàn cướp mà mẹ cơm mỗi món thử một tí. Đấy súp. Thế thôi. Đấy, đúng thế thôi. Đấy xong bọn tôi ngồi ăn tí với cả có cả chị Queen Bee. Đấy không có cả mấy ông mấy idol ngồi đây nữa. Đấy nói chung là tranh thủ đớp đớp tí các bạn không có đói lắm. Cái mãi đêm mới được gọi đêm ấy xong cái là theo chương trình là đi ăn mà. Ôi. Đây có anh Độ Mixi đi đái nha mọi người ơi. Đi đái ở Thái Lan này mọi người ơi. Đang đi đái nha mọi người ơi. Vừa. Đây nữa. Xếp đi mồ đấy. Ôi thật các bạn ạ. Bọn tôi quay trộm anh em đi đái. Xong tự nhiên sếp bảo có sếp Nemo. Công nhận là sếp Nemo thật. Nhưng mà ông anh cười nha. Ông anh thấy bọn tôi quay trộm anh Độ đi đái. Thế xong ông anh cười. Đấy, cười rất khoái. Thế xong ông anh đi ra. Ồ má sếp Nemo thật mọi người. Tôi đếch biết. Ông anh trông trẻ vãi lều. Ồ má. Thế là bọn tôi đặt clip luôn mà. Đây, à đây là cái bảng chữ ký. Bảng chữ ký của anh em à, rất nhiều chữ ký. Đây là chữ ký của tôi. Mẹ chữ ký của tôi trông hơi xấu. Tôi ký ở dưới. Mọi người ký ở trên. Tôi thấy đấy có chỗ chữ ký nào. Mọi người ký trên toàn dung cái bản thôi. Chữ ký em đẹp xấu vãi lều. Ơ hôm nay yogurt đi á. Yogurt nè. Yogurt này có yogurt zero không? Hôm nay yogurt đi à? Đâu mà. Thế là đéo có em dế nhở. Ngu. What the fuck. Gia đình cánh cụt. Ơ cái ông này Michigan nè. Michigan nè. Bút bút. Ơ mấy ông này mấy ông. Hay 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 xem nào. Yêu Nhi à? Hay là Yên Nhi này. Yến Nhi. Quách Ti. Tim Hồ Ly. Mai Dập Tim. À Mai Đáp Tim. Không dập tim. Nhầm. Lỗi anh. Ai à, đây là đấy. Ký xong trả lời hỏi với tất cả thứ. Cuối cùng 7 giờ là bọn tôi bị Nemo kéo vào hội trường. Cứ tưởng ai đi đến chỗ đúng không. Người ta phát cho tờ bìa máy một cái tai nghe để đeo dịch. Quan sát cuối cùng người ta lại dẫn bằng tiếng Anh. Trời ơi. Em mà được cái bằng America không cần anh hiểu không? Ấy tưởng bằng tiếng Thái còn nghe chứ còn America thì đơn giản. No need cup. Let's go buddy. Sao ổn thế mày vẫn xem được anh stream Mai Khôi được hay vậy á? Nói thật cả mọi người chứ. Team bọn tôi đúng một giải. Thì mà xong cái giải đấy xong chị Tiên nhận giải nữa thì tiếp xem cái gì. Thế thì vào xem stream anh em ngồi chém gió cho vui. Đéo biết xem cái gì luôn. Cho tôi hỏi là xem cái gì? À xem biểu diễn có xem biểu diễn có. Hay. À, hội trường trông VIP xịn sò tôi ngồi thứ 3. Alo. Hội trường đang 3 không mũ nha. Có đàm tếu không? Không mũ này. Alo để đối tượng đang đeo đồng hồ. Đang cầm điện thoại nha. Đúng không? Biểu tượng nghi vấn. Nghi vấn lắm. Biểu hiện nghi vấn đến từ mắt nhà đúng không? Hơi nghẹo nha. Được các bạn. Trêu vãi lều thề. Nemo Global Guy, welcome to the world Terrisland. À cái này chỉnh. Nhưng mà game này chơi hay. Game này chơi hay các bạn. Như tương lai mà tôi có chơi game này thì phải là do game nó hay chứ. Game hay rồi. Chắc chắn. À lúc này anh Độ lên giải. Đấy. Behind the scene. Anh Độ nhá, buổi chiều ở trên phòng bọn tôi. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay ABCXYZ mình là Độ Mixi. Vâng, để mà cầm chiếc cúp này chắc không thể kể đến sự ủng hộ của mọi người. Mình cảm ơn các bạn. Thế này thế kia. Luôn ủng hộ mình. Mình nghĩ đây chỉ là một chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp 70 năm của mình thôi. Ba lên phát biểu đúng hai câu đi về luôn. Buổi chiều anh Độ có tập một lần thôi. Mượt. Đúng một lần. Nhưng mà nó phải là 5-6 câu. Nhưng anh Độ hôm đấy lên chắc là kiểu cũng thấy format chương trình đó chứ đúng hai câu đi về luôn mà. Xong luôn, không phải quên. Anh Độ nói trước. SpaceX. Không được lên á? À? Không, nhiều giải gì đâu mà lên. Ladies and gentlemen, please give them a big round of applause. Khó tiếng rộng mưa đuôi ha. Từ từ nhá. Từ trái có phải à? Cái này là gì à? Pé gì nhỉ?
hình như Nemo Inside Phone nha. Đây này, Mochi này, à, ở giữa này, Ripple và Fiery khác. Hãy Nemo hình như Inside tên không? Mời hồi lại cái cốp. Giống anh Bảy một tí. Tại sao tôi lại quay? Không phải tự nhiên tôi quay, không phải tôi dí nhỉ. Nhưng mà mấy người khác hát thì anh đấy quay. Bé ổng hát thì anh quay. Lạ ra. Các người khác diễn trả thì quay. Bé ổng lại cầm máy anh quay. Ê, nó mày ẩu ẩu chứ. Đùa đùa. Đừng đùa luôn. Và đây là Polo Pilo. Sao? Bù chưa? Loa tàu không mát. Có cảm ứng. Cổng sạc taxi Ravastasta. Tèo đeo chịu được. Rồi đây 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 mới là tổng đài này. Anh nhắc em. Lúc này chưa nhìn thấy tôi chụp đâu. Nhìn thấy rồi nè. Nhìn thấy rồi. Chuẩn bị cười nè. À, chúng mày chụp cái đéo gì đấy. À, đèn sáng lắm nữa. Chúng mày vẫn chụp à? À. Tế quá này. Yeah. Yeah. Đấy. Ấy thế đây tôi cổ vũ, tôi đứng dưới như thế. Hôm qua chị bảo tôi là đừng bảo là mic con nữa. Đấy, chịu thôi các bạn ạ. Chịu thôi, tí mình xem tình hình nào. Ba đôi thông quê. Quên cúp. Ba đôi thông. Càng á. Để cho phải rắp ếch này các bạn, nhạc đã ai cũng cần đấy ha. Right. Bên qua thái tham còn đấy. Chị đi có trả lời phỏng vấn không nhỉ? Nét đấy. Còn các bạn. I love ba đôi thông. Kia thông đồng yêu tinh. 1 2 3. Okay, and now let's go to off with them. Misty. Yes. How do you feel? English. Misty Nafa, sawadika. No! Ma! Missy San มาสวัสดีครับยินดีที่ได้นะคะเอ้าขอบคุณทุกท่านมากที่ได้ support mình đến giờ phút này và cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thank you. Nhanh thế. Là mặc mạc. Em đẹp nói thật. Chẳng qua em đẹp không đi không được có giải thôi. To all my audience who sit down there in the hall, to all my fans, my family, my viewers, my brothers, my sisters, daughters, like watching this show from a distance through iPhone. I'm 15. I want to send my warmest welcome and hello to everybody. Kiểu kiểu đấy. Đấy, tập tập đấy. Tôi bây giờ tôi sắm nó nhưng mà ví dụ tôi nghĩ là tôi lên tôi phải viết một bài văn hơn. It is my pleasure and honor to have received this beautiful award for Refund Gaming. Yes. Đấy, tôi đã nghĩ rồi. Nhưng mà congratulations, round of applause everyone. À, cúp này cúp của chị Thi, tôi cầm hộ. Tại vì chị Thi, chị đi lên, chị gỡ móng giả, chị ra, chị thay outfit để chị đi after party, chị quên mẹ cúp luôn. Thế chứ. Đấy, tôi nghe bảo hình như là vé Việt Nam mà gãy rồi hay sao, tôi không nhớ. Quả tất của nam streamer top Đông Nam Á Lâm Đình Khoa 1.7M sắp tất tại 20 bạt mới mùa chợ đêm hôm trước. Bình thường mặc vest là anh em phải làm một con tất dài đấy, trùng màu với cả bộ sút đúng không? Để khi mà anh em vào những trường hợp như này kéo lên ngồi là nó không bị lộ thịt đấy, nhưng mà tuy nhiên tất này tất chống cháy. Okay. Đấy, sau bên phải nữa đấy, nhưng mà anh Độ thì kỹ tính hơn tí. Anh Độ thì bình thường không kéo lên nó không lộ cái đường chỉ này, nó để là màu đen, nhưng mà thực chất là tất Nike. Oh, style of me bro. Đấy, sau Độ cứ bị bọn tôi, anh Độ cứ bị bọn tôi dán như này các bạn ạ. Lúc sau bọn tôi còn dán mấy cái lên cờ, dán cả đi ra ngoài cơ, tếu vãi lều thì. Đấy, đi ra anh Độ không biết mà. Anh xong ngồi gọi là Mondit đến 9:30 thì cũng hết chương trình. Hết chương trình xong rồi bọn tôi quyết định đi ra ngoài. Đi ra ngoài đấy, anh Độ lúc đây. Cái quả này, đây anh Độ đi, bọn tôi không quay được từ trong, bọn tôi còn đấy với cả anh em. Anh Độ đi như này các bạn. Anh Độ đi, các bạn nhìn kỹ. Anh Độ đi như này.
Cảm biết rồi. Cảm biết rồi. Anh nó đi là nghiêm lắm, nghiêm. Nhưng mà anh không biết là ở lưng anh ấy bị dán tờ lên. Anh cứ đi vãi cả lều luôn, xong gặp hai đối tác thì anh Khoa phải nhanh chữa cháy. Đi bảnh luôn, đi nét luôn, đi nghiêm luôn. Kiểu đấy các bạn ạ. Đấy. Ủa, nhanh, nhìn quái Khoa cắt này như gió luôn. Nhìn nhá. Đây đúng không? Vừa gặp đối tác cái. No, phản xạ chưa? Mày áo 0,1 mili giây luôn chứ. Được chưa? Đấy, xong rồi anh em bọn tôi quyết định đấy, lúc sau vào thang máy gọi cho anh Khôi. Xong rồi thay đồ. Đấy, anh em lên đồ tí. Đi gọi nhà đi bar bên Thái cái tình yêu ạ. Đi bar bên Thái. Quần tí nào đâu, quần này quần tôi mà. Đi bar bên Thái. Đấy, anh em đi gọi như là uống cả đối tác. Đối tác một tí, uống cả đối tác một tí. Trông phải bụi. Wow. Ui, quả xe buýt 2 tầng luôn. Party rồi anh ơi. Party rồi. Mua. Let's go. Đẹp của Huỳnh nhá. Cái bài lều. Ông Khoa đi lên xe cứ. Ê, đẹp của Huỳnh nhá. Độc thân nhá. Ai lều thì. Đẹp của Huỳnh nhá. Đây có đẹp của Huỳnh nhá. Xong lúc sau ngồi cạnh ông anh nào. Cùng team với cả. Cùng team với cả mấy cái team gì quên mẹ tên rồi. Còn có team trên Nemo. Ờ, bên anh có trưởng ban tiếp diệu. Đủ má ăn tên đếp Nguyễn nha. Em cứ mời anh ấy cho anh. Đủ má uống đếp say luôn. Mời đi. Quảng cáo thế chết đĩ mẹ em rồi. Chọn cái thằng cũng biết uống một giọt nào. Anh cứ bảo ôi. Lại cứ bảo là trưởng ban tiếp rượu. Thề anh trêu em. Đấy xuống cùng các bạn biết người mời rượu tôi lại không phải bạn kia. Mà anh Khoa. Xuân Khoa say vai. Đây. Các bạn ơi. Mà thấy hai ông anh thân không? Đấy, tôi lúc đầu chị Josie bảo đây nhá, lúc đầu bọn tôi đi là 10 giờ. Đây là 10 rưỡi, vẫn đang ngồi trên xe, chị Josie bảo đi chỉ hết có 20 phút thôi, cách có 7 cây. Sau cuối cùng cuộc trò chuyện giữa anh Độ, top 1 ở châu Á và top 1 ở Trung Đông kéo dài 1 tiếng đồng hồ vẫn chưa tới nơi. Tôi cứ dịch, xong rồi dịch. Ông này bảo yes, I have team. Yes, I have I top 1. Yes, I. Trời, ông này flex lắm. Sau anh Độ cũng phải flex lại cơ để cho nó kiểu biết là kiểu Việt Nam mình như nào ấy. Yes, I go not only game. Yes, I go on show, TV show. Yes, me and my wife, we meet on Azar. Đúng giọng luôn. Xong rồi nhá, ông anh này còn bảo chứ. Một bật mí cho bọn tôi một bí mật. You know, every streamer in Tunisia, if they want to be streamer, got to stream Free Fire. Tất cả những streamer đến từ Tunisia phải stream Free Fire là con game đầu tiên. Thế bọn tôi mới kiểu, no. Thật à? Bắt buộc vào chip Wi-Fi, nó là bắt buộc. Còn không có của gọi như là không được chơi game khác. Bắt buộc phải chơi Free Fire thì mới có thể làm streamer được. Các bạn thấy chưa? Các bạn thấy nó dã man chưa? Mà Free Fire là phát triển bởi Việt Nam mình đúng không? Nếu tôi nhầm. Thật mà. Bên đấy nhá. Nếu như các bạn không chơi Free Fire, các bạn không phải là streamer. Ông ấy bảo đấy luôn. Mà ông ấy là top 1 bên Trung Đông thì tôi nghĩ có phải là chuẩn. Đấy. Đấy. Kiểu đấy các bạn ạ. Đấy hai ông anh cứ nói thôi. Đấy tôi nói chuyện. Vậy anh Độ bảo mày nhiều nói với tao. Đấy thì tôi sẽ nói với cả bà vợ nói cho ông kia là Supicini temora tikate và cả carus có đâu bắt ra rồi. Đấy xong lại về bà vợ á thì nhiên xong lại cả he says. Xong lại tôi nghe, tôi trả lời xong tôi anh Độ ơi, nó bảo là đấy. Xong cuối cùng nhận ra một bí mật nữa, ra một tiếng nói chuyện nhận ra hóa ra tôi một chút đông bằng tuổi tôi 24 tuổi mà anh Độ cứ gọi nó là my brother. Thực ra cũng đúng, ừ, mà nó 24 tuổi các bạn ạ. Con mày ấm 99. Con mày ấm. Ê, từ nha, em có thể gỡ được. Nó chỉ 400k sub tôi hay là cái gì, 400k follow Nemo thôi. Vãi lều thật. Top 1 bên mình nó khác. Một châu Á nó khác. Top 1 Trung Đông những nước cạnh tranh của nó Maroc. Ở Ai Cập. Kiểu thế. Chả biết, nó còn chả có Dubai. Người ta có vợ à thì... Không những có vợ nữa, nó còn đi. Không những có vợ, nó còn đi xem hết cả cái World Cup 2022 vừa rồi. Ghế VIP bị tất cả các trận luôn, gặp cả CR7, gặp cả Messi. Được chưa? Thì tôi thua nó là đúng rồi. Tất nhiên, tôi không ý kiến. Đấy, nhưng mà tất nhiên là cũng phải công nhận là bên đấy là nó khác mình thật. Nó hơi khác một tí. Hơi khác một tí các bạn ạ. Khả năng nó có Ferrari, khả năng đéo gì nó có thật chứ.
Đấy, bọn tôi đi đến một cái club. Cái club này thì nói chung là bọn tôi ngồi ở một cái góc quất. Bọn tôi ngồi ở một cái góc quất. Nếu lúc sau có người Việt đây này, cái ông anh này, cái ông anh tóc vàng vàng ở dưới này, đấy, 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 đấy. Bảo là em đẹp và trưởng ban tiếp rượu này. Fun fact, anh Độ quay lại bảo bọn tôi xinh chứ mẹ. Tao nghĩ là con gái thật, không phải con trai. Thế tôi nhìn kỹ, điểm tôi kiểu điểm mình là mình đang say là mình đang ấy nhỉ? À không 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 nhầm, tôi bảo xinh nhá. Ai không? Anh nhím ơi, nhím bảo xinh. Xong không không anh Độ không bảo xinh, nhầm nhím không không có được nhầm em đẹp nhầm nhá. Đấy không là chết đấy. Xong rồi anh Độ bảo là, thế tôi bảo là anh Độ hình như con trai đúng không anh Độ? Anh Độ bảo không, con gái thật. Đấy, xong anh Độ bảo tôi, tôi mới nhìn lại bảo sao con gái này, con gái đâu anh Độ, con trai. Thế Độ nhìn bảo, nhìn kỹ, ôi con mẹ con trai thật chúng mày ạ, tao nhầm. Nhìn xa không biết đâu. Ê mày tèo chứ. Hôm đấy nhá, anh khóa say, anh tip 200 bạt cho các em hôn anh Ben, được chưa? Đấy, nhưng mà các em, anh Ben chạy, nhưng mà các em vẫn đến nhảy. Ù mà, đều biết có hôn không nhở? Tại lúc đấy tôi không biết. Mà xong rồi đi đến, mà tự nhiên bốn chị ra nhảy trước mặt anh Ben nhảy vãi. Có mày, em nhảy tới nhảy lui luôn. Có à? Thực ra là tôi biết là có hôn rồi. Hẳn qua tôi nói thế, sợ anh Ben không kể với cả cánh chat thôi. Hóa ra có hôn, anh Ben kể rồi, thế ok. Hôn nát cái mỏ luôn chứ. Đùa hôn má thôi. Trêu tí. Đừng bảo men cho kể, đừng yêu đi. Uầy. Nhưng mà trông cũng nét nha. Nói thật cả bạn. Thực ra về mặt gọi như là đường hình không quan trọng. Đấy. Mặt chị ấy có kiểu to hơn mặt tôi thì chị vẫn xinh. Tắt cái đèn đi là chúng ta chỉ bằng nhau thôi. I like your style, em. I like your style, em. Buồn cười vãi lộn thế. Tao vãi lộn gì? Tì gì vãi lộn? Tao vãi lộn gì vãi lộn? Cái lady boy cũng tới tấp luôn mà thề. Này cái gì đây? Hết rồi, còn lại là cũng đi cặp cũng chả có gì, ngồi nói ăn uống nói chuyện các bạn ạ, không có một cái gì đấy, thế thôi, hết rồi. Cái này là góc bọn tôi ngồi à, góc bọn, hôm nay tôi có xem clip chị Thi bảo rồi, em đấy phải đéo uống được rượu, mà hôm đấy uống rượu nặng vãi lều. Xem tiếp đi anh. Uống rượu nặng vãi lều xong rồi cái vấn đề là em đấy đéo uống được, em say quá, em đấy bảo bây giờ mình đéo phải đứng bây giờ mình đứng mà mình gật ra đấy, thế biết là cũng buồn ngủ rồi, thế còn lấy ra từ lúc đấy là hình như là nếu tôi nhớ không nhầm là có giải VCT ở bên EU người ta bắn hay sao, thì em đá một tí thì chị bảo chơi là xem xét gỗ điêu thật đấy. Nhưng mà có là lúc đấy em say rồi, em chỉ có ăn bánh ngồi thôi, em ngồi xem điện tử tí. Em nói tất cả mọi người bây giờ đi club vào, bây giờ em đáp lớn rồi nên là cũng không phải chó rồi như ngày xưa nữa. Giờ ta cũng có uống được rượu đâu, uống tí là say à. Nói chung là cũng có uống được rượu đâu đấy, kiểu thế. Đây, cái này là hoa hồng, là bên Nemo tặng nha, bên Nemo tặng, các bạn hiểu chưa? Bên Nemo tặng anh em, mỗi người một bông, yêu vãi đều. Nhưng mà lúc sau là ông Khoa say quá, tôi phải đội đi ra ngoài rồi. Lúc đầu có anh nhím, anh Ben là đi ra ngoài chờ, xong không thấy bô đâu, xong nhím vào một lúc cũng không thấy nhím đâu, xong anh Ben lại đi vào, xong anh Độ, tôi định đi vào, anh Độ bảo thôi anh em đứng ngoài này đi, không mẹ mỗi lúc là mất người. Mãi lúc sau anh Khoa mới ra, anh Khoa kiểu say quá, anh Khoa cứ đi lòng vòng, không biết gì luôn. Chụp gửi ai á, gửi ai mỗi bên này, thấy chị này cũng cầm một bông không, mỗi tôi có đâu, trời đất ơi. Đấy, xong rồi bọn tôi đi taxi ra quán ăn.
quán bảo là có chỗ nào ăn đêm không, thì ông tài xế đánh con mẹ ra quán hải sản. Và ai lều thì đánh mẹ ra quán hải sản chắc là cũng có gọi như là ăn chia phần trăm đấy. Chắc cũng có ăn chia phần trăm đấy các bạn ạ. Đấy thì đến là bọn tôi đi ăn cùng chị Thi và chị Bảnh. Đấy. Chị Bảnh chứ. Đấy. Là hai xe này đi từ chỗ đấy đi ra đây hết 5 loét đồ má. Đấy. Nhưng mà lúc đầu tưởng rẻ, nhưng mà lúc sau đắt vã lều. Đấy. Anh làm sao? Anh say phải. Mấy anh con chắc biết gì, con mắt à. Sai vã cả luôn. Mấy anh con chắc biết cái đéo gì. Sai vã cả luôn. Sai vã cả luôn. Sai vã cả luôn. Sai vã cả luôn. Mấy con chắc, bọn anh sai vã cả luôn. Nhìn bên say thật, hôm nay tôi quay này tôi say. Đây đéo chịu được, ít các bạn thề. Rượu nặng quá mà pha coca thì say đéo chịu được các bạn ạ. Đéo tỉnh được. Đấy. Biết là về sẽ say mà. Sai vã. Mấy anh con chắc biết gì, con mắt. Sai vã cả luôn. Ngon từ mới kiểm soát. Đấy. Anh Khoa, anh ấy say, anh ấy order, anh ấy tip nhân viên. Xong rồi kiểu anh ấy nói gì anh còn cách hiểu luôn. Từ ngữ của anh ấy lúc ngồi vào các bạn này chỉ có 3 từ: yes, no, với ok. Và 4 là missy game mình. Hết. Lúc sau, lúc đầu bọn tôi đã tip. Nếu ăn xong rồi anh quay xuống anh Ben trả tiền đúng không? Anh Ben đã tip 200 bạt rồi. Sau anh Khoa, no, cầm mẹ một tờ 1000 bạt. Yes, for you, để con mẹ. À không sao, không nhớ luôn. Mất mẹ 1000 bạt. Oh my, what the fuck. Mẹ dân chơi bro. Oai thật chứ. Oh mẹ, 1000 bạt luôn man. 1000 bạt luôn fan. Đi ăn hải sản đúng không? Bill thì gấp mấy lần thôi. Tiếp 1000 bạt. Oh my. Yo, what the fuck. Rượu tiếp à? English bro. Yes. What is this? Yes, good. Chicken everyone. Yes, chicken and beer. One chicken. Four chicken. Yes. Thì ông say, ông bảo là 4 con gà. Tê hoài luôn. Tê. Seafood. Tao hiểu. Yeah. Nhưng mà tao ép. Seafood là gì? Seafood. Seafood. Yes. Seafood. Yes. Computer nó mới see. Không focus, computer nó mới focus. Tao hiểu. Nhiều người cũng có hiểu. Thì có nếu focus cái gì tao hay lêu thì có clip nào anh Khoa dạy đâu hình như hết rồi nào. Happy birthday. À ăn xong rồi đấy, bọn tôi ăn rất nhiều món đây. Cơm chiên không, tôi cũng không chụp hết, lúc này tôi say quá rồi, tôi chụp được cho cả bạn cái này. Tôi vẫn nhớ về công việc của tôi, rất là tài đấy. Có lúc sau có thêm tôm nhum súp được bạn, bọn tôi gọi 6 chai bia, nhưng mà bia bên Thái to vai rồi, nó phải lít rưỡi em chai, à không không đến lít rưỡi, phải 1 lít. Mà bia to đéo chịu được các bạn, uống đéo hết. Đấy xong rồi còn đống món nữa, có cả cá, tôm các kiểu. Xong rồi quay ra ai trả tiền, bữa này bữa nặng nhất. Tại vì ăn hải sản bây giờ cũng đắt. Có cả cua mà, tô súp tôm, có cả càng tôm. Không gọi cả cua quay, nói chung là bữa này cũng khê, quay ra ai. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Trông buồn vai anh thề. Bên chúng con quay may mắn, yes sir. Trông buồn đéo chịu được, trông mếu luôn mà. Đấy, đây nhá, máy của em đẹp rõ ràng luôn. A-Ben, bữa này bữa đắt nhất của chuyến đi lần này. Nhiều triệu đồng. Đấy, tại vì ăn hải sản là có bên Thái Lan. Đấy, xong quay chụp anh Ben nó quá tuyệt vời. Ủa, xong cuối cùng có chụp ảnh đâu. Đấy, bây giờ ăn xong, xong bọn tôi quyết định đi bộ về khách sạn thôi. Lúc đầu là không được đi đâu, nhưng mà search thế nào, ai search ấy bảo đi có 6 phút, 600 mét. Lúc sau tôi xuất đi được nửa đường, tôi xuất ra 1,1 cây. Mà em say vát luôn rồi. Thế không đi lại còn qua đường. Cuối cùng đi về, đi bộ vào khách sạn hết 20 phút. Đi bộ vào khách sạn hết 20 phút. Vai lều thật các bạn ạ. 20 phút luôn mà. Đây đi bộ vào khách sạn này xem chú mãi mới về khách sạn. Biểu tượng sự thành công Thailand. À ui, nhưng mà mấy cái này là biểu tượng sự thành công đúng không các bạn ạ? Cái này nó gọi là cái gì hả các bạn? Đẹp vai. Thế bên Thái có mấy con đi co trông chất vãi lều. Đấy, xong bọn tôi cuối cùng cũng về rồi. Cuối cùng cũng về đến khách sạn các tình ạ. Cuối cùng cũng về đến khách sạn. Đấy, may quá khách sạn còn mẹ em tí bim bim. Đớp lốt.
Đấy xong rồi tôi đi ngủ rồi, ngất con mẹ đấy rồi. Đéo thể gọi như là function nữa, anh em ai ai đấy về phòng đấy. Xong rồi hẹn là ngày mai. Đấy xong rồi ngày hôm sau thì tôi xuống, tôi lấy đồ, mẹ trông ngáo đét. Lúc này đợi bạn Thư. Bạn Thư bạn đến, tôi có xuống. Lúc đầu tôi xuống mẹ Khải nghe dặn rồi. Không có bạn Thư đâu, bạn Thư bảo là em có ít quà. Đây quà của bạn đây. Đây bờ mấy bịch bỏng Gareth ăn ngon phết, nãy giờ tôi cũng ăn hơi đói. Xong rồi là em đến khách sạn rồi, xuống nhận quà và cho em xin cơ bản. Xong đến không thấy đâu, hóa ra bạn đi nhầm khách sạn. Trời đất, đấy thì mình lại đi lên xong mình lại đi xuống đấy. Xong rồi tự nhiên đi lên thì chị Rosie bảo là ê, nhận giveaway của Nemo đi đấy. Đấy tôi gửi cho em con chuột này, tôi đéo biết là con chuột gì không, nhưng chuột gì nhưng mà nó là xịn đấy các bạn ạ. Mercury M1 Pro, chuột này khả năng là có built-in hack luôn. Ok brother, ok. Yeah. Đấy, check cái loa, check cái loa cho các bạn. Anh ta đi bật lại. Đi của loa tếu ngực như này. Wow, này, tôi nghe giống từ cái sao này tôi nghe rồi. Tôi từng nghe khi chơi truy kích của tôi thế cả bạn luôn là cùng một sao. Cái này là loa lúc vào kho đồ của truy kích, các bạn thê thử hộ tôi bây giờ có đúng không? Thật luôn. No, các bạn thấy chất âm thanh không? No, JBL bro. Được chưa? Ad VIP luôn chứ các tình yêu ơi. Đây, tôi bảo anh Khoa là chụp tôi mấy quả ảnh góc ở đây như này. Ui dồi ôi, má không được tấm nào trông tều. Trời đất ơi, nếp làm gì trông nếp như ngu ấy các bạn ạ. Chịu ôi, trông cứ kiểu đeo gì các bạn ạ. Thì con em trông như cái lở chấm mắm tôm thế này. Đấy xong bọn tôi quyết định là đã chụp ảnh được, bọn tôi xuống luôn phòng. Đầu tiên là xuống phòng, tại vì lúc đấy là 1 giờ chiều ngày cái ngày sau khi bọn tôi đi after party. Thì anh em hẹn ấy là buổi tối là có đi ăn với cả bên game rồi. Thì còn cái gì nữa là mình quay được không? Đấy mình quay được không? Đây thì bọn tôi xuống đánh thức. Đánh thức anh Ben với cả Nhím. Đâu nhở? Đấy là tôi xuống là anh Khoa. Alo. Mẹ mày thức dậy cho tao. Thức con mắt em đi. Wake up bro. Đấy, lúc sau tôi cũng đập như thế. Nhưng mà lúc đấy là bô vào rồi. Tôi về phòng tôi làm gì nhỉ? Tôi lấy cái gì ấy? Hình như sạc là cái gì? À, cờ cái gimbal hả? À, Rui. Đấy. Tại vì tôi bao giờ tôi mang Rui đi, lần này không anh em nào mang Rui cả. Thế nên là tôi phải đây. Xong tôi bảo là mở cửa. Anh Ben thì đang ngủ, không dậy. Ông này bảo vừa ỉa. Xong rồi cứ gọi qua gọi lại. Mở cửa ấy Nhím. Lúc đầu cũng không được mở luôn. Thề anh con dụ má ngủ bả dậy đi bố ông đi ỉa mà ông đi ngủ má đâu đi ngủ với ỉa thì bao giờ mày đi chơi này. Được không hiểu kiểu gì không dậy luôn sao bam chứ không. Lúc này là chưa có ông Tây ở đến ở cửa. Ông Tây ở trong, không phải ông Tây từ trong phòng ra nha, các bạn đừng nhầm nha. Ông Tây là đến. Đấy, xong rồi em đép cả ông Tây mới BK cái mình. Đi cơ mà, 10 phút đi hoài mở. Chưa gặp, lúc này chưa gặp. Ê, về phòng mới lấy đồ cơ. Nó mới bị. Ngủ dùm. Có spam anh độ luôn không anh á? Kiểm tra anh chết à. Khùng vãi lều. Lâu tên rồi. Lâu hai lều thế. Không vào mà. Con anh Ben ơi. Vẫn say mà ông anh này vẫn say. Cái đồng má ông này ông say xong hôm trước, ở cái hôm đêm hôm trước quên không bảo các bạn. Bọn tôi là tôi và anh Độ anh Ben là bọn tôi bảo là bắt buộc là về bảo khách sạn. Tại đáng nhẽ ngày treo là ngày 7 nhưng bọn tôi ở thêm đêm mùng 7 nữa này bảo khách sạn extend bọn tôi một ngày. Đấy. Bắt buộc không là anh em không phòng ở. Xong thu lại hai phòng, anh em gộp vào ở ba phòng chung cho tiết kiệm, đúng chưa? Đấy, là xong rồi đúng 11 giờ là tôi dậy. Đấy, 11 giờ Nhím cũng dậy, check out phòng Nhím. Xong đi qua phòng anh Ben, xong tôi bảo tôi Nhím bô check out xong bô vào phòng tôi. Đấy, bô check out xong bô vào phòng tôi. Đấy, xong rồi là bô lên với cả tôi. Đấy, xong đúng tầm này là còn anh Độ là anh Độ buồn ngủ. 1 giờ là anh Độ dậy. Đấy, bọn tôi là phải dậy sớm.
tại vì là còn check in nữa. Đấy, nó mãi không mở các bạn ạ. Sao ông này ông say, hôm trước ông say. Ông ấy nôn nhá. Ông ấy nôn vào tay nhím, xong đi linh tinh xong còn bị kẹt trong thang máy cái lùm ma. Ông này nhá, ông ấy vào thang máy. Ông say quá. Ông ấy vào trong thang máy, ông đóng vào, ông đéo ăn tầng, ông đéo ra luôn. Thế bọn tôi đang biết tìm ở đâu? What the fuck? Cái lùm ma chôn thật. Ơi, bật lại tối vãi lìn này mà sao các ông cứ ngủ ơi thề. Ông mà thích điểm. À khóa. Và ui đóng kín rèm điều hòa. Còn mất. Thức dậy đây. What the fuck bro? Đây mà các bạn này bí mật này các bạn ơi, bí mật này. Các bạn này không click này. Đây, hình thành cái tính này. Mày quay à, có hoi có bị đột lâu quá luôn. Mẹ cút. Thì mẹ anh em cứu tôi, mẹ lồn này đéo tôi gì. Thì mẹ thôi. Mẹ ra đây rửa lít. Bây giờ không mở cửa đâu mà tôi này. Giờ xong rồi. Quần không cần lột quần anh nhớ quần anh nhớ bay mẹ mày kia. Vãi lều thì tếu vãi lều thì tôi định chụp mấy cái xem có nào đẹp. À đây, đây là bạn Minh Thư, người đã không quản ngại đường xá xa xôi đến Bangkok tặng anh Đẹp và anh em refund 6 bịch hay là 7 bịch, 6 bịch hình như 6 bịch. Đấy, bỏng của Gareth rất là ngon. Đấy, tuyệt vời thật. Đấy, ông Thư chỉ xin kiểu ảnh rồi. Đây là bạn Minh Thư nha. Bạn Minh Thư bên Thái nè mọi người. Nếu như có anh em nào du học ở bên Thái, đấy mà cho người yêu được cho tôi, có người em tên Minh Thư rất là đáng yêu luôn. Ok chưa? Respect. Ok em Thư nhá. Đấy, xong lấy quà xong. Tất cái loa của tôi. Cái điều gì thôi. Vãi lều thật. Vãi cả lều tếu ạ. Nắc anh nhìn từ ngang anh. Nắc ngang anh. Bẻ người ra. Anh thích ăn bỏng ngô, làm sao em ăn được chứ? Động tác đúng quá luôn. Thế là cong mẹ chân lên mà. Cái gì cơ? Anh thích ăn bỏng ngô, còn là sao thích ăn cái khác cơ. Ăn bỏng ngô nhủ ngay. Mẹ nào đấy sạc đi. Địt mẹ ăn. Lọt kè. Hơi bị nảy luôn. Xong rồi bọn tôi đợi xong, bọn tôi xuống sảnh đấy, độ ngủ dậy tắm xong cái này bọn tôi lại đi ăn và em bếp đồ ăn lại ra cuối. Đây là ngày ba nha. À ngày ba đúng rồi. Bọn tôi ăn nhanh để xong rồi về nghỉ ngơi, tại vì anh độ xong lúc sau là không phải độ bô bị đau bụng đấy, xong tối lại ăn đối tác nữa, thế nên là lại ấy luôn.
Đấy, nhưng mà tôi gọi phát thái bên Thái. Đâu mà nó ngon nha. Trời đất ơi, ui mà sao hình như mình ăn phát thái Việt Nam người ta không cho đường. Mấy quán Thái người ta không cho đường. Sao cho tôi hỏi phát thái chuẩn phải có đường không? Mới biết là phát thái ngon vai lều thề. Má nó ngọt mà nó không cay, cho ớt vào cũng bình thường. Ngon vai, bắt đi chanh bảo thế ngon ra mà. Phát thái bên này nó cứ bị ngon ấy. Đấy, mà tôi gọi một con gà nữa, lại gọi cái cá hồi hải sản kia, bọn tôi uống mấy nước chỉ nước nhãn thôi. Ngon vai, phát thái Sài kìa, phát thái Sài Gòn nó ngọt điên lắm. Nhưng mà cái phát thái là ngon rồi. Đấy, anh em bọn tôi còn gọi điện cho nhau cơ. Gọi điện cho nhau cơ các bạn ạ. Giờ hơi vãi cái bìu thề. Giờ hơi đấy, chỗ cái gì đây? Nghỉ mơi xong chưa? Ủa clip này, à, clip này anh Độ gọi, anh Độ quay à? Xong chưa, tao mở, mở cửa hộ nhá. À anh Độ gửi ra. Mẹ đéo ỉa lâu thế. Ê, có phải vô bọn tôi nhá. Đeo con nước thôi. Ê anh bảo mày chỉ đít đi xong mày chạy vào rửa nhà, chạy vào vòng vòi ấy. Ờ vào bồn rửa vòi ấy. Nhắn tin lấy cái quần của mày ra rồi. Ai ơi. Có mày mà thích dọa tao vào tao quay tận đỉnh tao quay tít mày. Lỗi cho tao chưa? Cái đi mẹ mày phải xịt đi chứ. Từ cái này anh Độ quay rồi. Cái này là kiểm tra hành chính. À đâu 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 lại về tôi, cái này là lúc lúc đi ăn là tôi xin anh Độ là từ buổi chiều. Hành chính chủ căn hộ 2904. 2904 có Độ Messi nha. Đây không quả xúc á, tại tôi biết là tôi đã bị rồi. À cái gì đây? À đây à? Cái này của em đẹp không nhỉ? Hình như là em đẹp đúng không? Đi ra tôi biết rồi, đi thôi. Không phải phối hợp. Nhưng tôi biết tôi sẽ bị mở thế cay vãi lều thế. Tôi đoán là tôi bảo không được, lúc này phải ngồng ngồ tí giả vờ đấy thôi. Nhưng mà nó tất cả mọi người nhá, lúc này là mọi người định đi rồi. Lúc 6 giờ chiều định đi ăn với cả bên game rồi. Đúng không? Xong rồi lúc đấy em đép đau bụng. Tại vì các bạn biết rồi đấy, trong 4 ngày em đép đi là 80% mà cút. Trời ơi, đấy lúc đấy là kiểu cũng ngại nhưng mà mình cũng tỏ ăn khổ, cũng không biết nói gì ạ. Cái cửa lỏ ác, cái cửa tôi không biết là làm cái gì. Nụ cười mặt cười. Đấy, thế là cái gì, anh không vứt quần ra như nhím mà không, anh ấy anh chỉ tụt ở đây thôi, vứt làm gì xong lại phải mặc lại tại vì anh đi cả giày. Đi sẽ không, nhưng mà bình thường anh cũng chỉ tụt xuống dưới thôi. Đấy. Thế xong là anh cũng phải kiểu cố tỏ ra là mình ổn một tí. Cố tỏ ra là mình ổn một tí. Thôi đéo xem nó sao mình lại xem mình ỉa con mẹ. Sao mình lại xem mình ỉa nhờ. Tôi đéo hiểu bản thân tôi nữa. Đấy, đây là, ui, có mấy bao thuốc lá của bên mấy anh em bên Sung đi bên tàu mua. Ô má, mấy cái này thuốc gì ta? Khoang ghế lú. Có bằng 3 số không nhỉ? Có bằng 3 số mọi người nhỉ? Đâu? Trông VIP sleep thật. Được em ơi. Sao anh đọc toàn cái đít nhím ấy nhở? Nhăn mãi lều rồi. Chờ lại đi, nắm đầu lên đi không? Nè. Chịu đâu. Cái này là
Ấy, lúc này em đem đang đi xuống mua cà phê thì phải. Mấy lần anh em quay cơ, em đã xuống mua cà phê lúc sau. Buổi tối hôm đấy em bọn tôi đi dạo đây, dạo Thái Lan xong buổi tối đi về nhá, đi về xong hết rồi nhá, đi ăn tí nữa đi ăn kiểu linh tinh rồi nhá, em đã còn phải đi mua đi lấy McDonald's mới trả tiền cho anh em cơ. Ơ, đúng, lần này mình trả tiền mấy lần cơ? Một lần. Ui, anh tài xế người Thái cứ nói tiếng Thái thôi mà thề. Đấy, cứ gièm, chỗ nào biết tiếng Anh thì gièm gièm. Đấy, còn lại chịu. Mà bọn tôi bắt một cái taxi đi đủ mà thề. Tắc vãi cả lều các bạn, nhưng mà nhìn kỹ lại thì thực ra Thái cũng đẹp ấy, nhưng mà đi lên đây mới nhìn thấy rõ của Thái này. À, cái chỗ này là bắt đầu là đến cái vùng chung ở chung cư này. À, nhưng mà ở đâu nhá, tôi nhận ra một địa điểm mà Thái rất nhiều trung tâm thương mại. À, trung tâm thương mại khắp mọi nơi, everywhere luôn các bạn ạ. Everywhere bro. Đấy, xong ăn với đối tác xong bọn tôi đi bộ ra một tí. Thì đến cái chợ đêm, cái này là one way hình như thế, đéo nhớ nữa. Đấy. Xong rồi tôi quyết định đi ăn mỗi lúc đầu chỉ đi ăn xôi xoài thôi. Nhưng mà đến thấy nhiều đồ ăn quá, thế là ăn thêm. Lúc đầu ăn xong với cả bên game rồi thì bọn tôi định không đi ăn tiếp đâu, nhưng mà định ăn xôi xoài xong lại ăn thêm các bạn ạ. Đấy, vào lại thấy mấy món ngon ngon lại đớp tiếp. Smoke one way á, smoke one way bro. Đấy. Ủa, chợ đêm này nhiều món phết. The One Pattaya thì phải, hình như là The One Pattaya, ở đúng rồi. Ờ, có mấy quán điền mà. Lúc đầu đi ăn ở đây nè. Hot Pot Man nữa, lại đi ăn thêm là cái gì à? Đi gọi xôi xoài nhưng mà Hot Pot Man thì đéo có. Đây, lúc sau đi ra ngoài. Mãi cũng kiếm được cái food court. Food court ok một tí. Anh em bắt đầu gọi đồ ăn. Ăn ít ngao hấp đi xong cơm rang. Ngao hấp cơm rang. Đấy, làm tí bia. Làm tí bia. Làm tí bia xong rồi anh đi sườn với đĩa cơm. Từ bên trái. À, mình lúc đầu bố tôi có một phần sườn để trải nghiệm tại mấy hôm chưa đi ăn sườn Thái. Lúc sau người ta mang một đĩa to vãi. To vãi. Đéo ăn hết, vừa ăn với đối tác xong thì mà có đĩa sườn đấy các bạn nhìn này. Đù mà. Các bạn to vai lều. Các bạn nhìn cái đĩa sườn đi. What the fuck, ở đâu nhỉ? Đây thì bạn. Các bạn nhìn cái đĩa sườn đi. What the fuck is this? Lúc đấy anh Khoa gọi mà tôi bảo là gọi cái sườn M hay L thôi mà hình như nó ra cái XXL nhầm mà. Hình như là nhầm cơm hay sao chứ nhở. Đấy, xong quay trả tiền. Em. Thế là lại phải cố ăn các bạn ạ. Lại phải cố ăn. ghét thế rồi. Là quay chúng anh Linh sao? Quay chúng anh Linh trả tiền hay sao? Tự nhiên lại ăn trực sướng thế. Đây rồi, tôi tìm ra một đặc sản xôi xoài với Thái Lan. Đủ mà ăn nó ngon. Shit, đầu tiên được ăn xôi xoài với Thái thì hốc ngon vãi đều thì ấy. Ô, xong một tôi với cả anh Ben còn ra gọi cái này nữa, bánh nướng ở trong có nhân mọi người ạ. Thì tôi bảo đấy, bây giờ các bạn đã hiểu tại sao mà 4 ngày bố tôi lên nhiều cân, ăn vãi đều. Nó phải có cái gì nó mới ăn ngon, thì sao Thái ăn nó cứ bị ngon nên ăn liên tục, ăn đéo chấp được. Không dừng lại đấy nhá, bọn tôi mua hai cái bánh này nhá, bọn tôi ăn xong nhá, ăn lúc này ăn cơm nhá, ăn với cả bên game rồi nhá, bọn tôi còn ăn hai cái kem nữa cơ. Ok chưa, hai cái kem. Xong về khách sạn ăn thêm bỏng ngô đi. À đâu, McDonald's tuyệt vời luôn anh Ben. Con mày tuyệt vời luôn, chắc chắn vài lều thật. Đây này, hai cái bánh này nhá, ăn xôi xoài nhá. Đấy. À. Thề đồ mà ăn vai lều mà ăn điên mẹ luôn đi. Sợ. Nhưng mà bánh ngon phết, bánh nướng. Xong lần này có chị Mít Thi cho bọn tôi ăn cái bánh gì ngon số 1 Thái Lan nữa cũng ngon, nhưng mà lúc đấy say lắm đấy biết được. Đấy, xong mà tôi đi chợ đêm, ông vào mua mấy cái quần boxing, hình như có mấy cái ảnh bọn tôi chụp chung ấy, nhưng mà máy Anh Độ rồi. Đấy, mua mấy quả quần hay phết. Little bit. Bảo là một cái 300. 300. No. 300. À, 300. Cảm ơn mẹ buồn ngủ nhá. Bargain. Ui, hình như ông này giống Four Second ý, đi bán hàng hay sao nhỉ? trả giá. Không, điền ở bên đấy làm gì có bán thịt chó đâu em. Không có. Anh không biết, anh không biết quán, hoặc là có thể có bán nhưng anh không biết quán. Thấy bảo mua quà cho TT. Đi mà tao biết ngay, mua tao mua ở sân bay đúng không?
tao mua cho mẹ tao với tao mua một chai rượu cho bố tao, tao mua 3 hũ kem, 2 hũ kem buổi đêm với cả một hũ kem lotion body cho mẹ tao. Tao có biên lai ngoài kia tao đưa mẹ tao. Tao không mua cho ai hết cả nhá. Hỏi tao đây này. Không mua cho gái. Ha, khác nhau ha. Má mua rượu với mua kem cho mẹ mà nó bảo là mua cho gái không hiểu luôn. Đỏ phớt. À thích vô cầm vô luôn. 1,500. Yes sir. Yeah. Có tự tử non nhỉ, trong nó sai số lắm. Rồi, à xong lại quay trả tiền, lại quay trả tiền, lại quay trả tiền, lại quay trả tiền, lại quay trả tiền. Ôi rồi, nhưng bill này rẻ, bill này rẻ. Lại về nhím ạ, lần này chính ra là mình cũng hên. Cái gì đây? Thằng nào quay chúng là thằng cái sách luôn đấy nhá, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Sướng quá, lều thì ok luôn. Ok luôn đấy chứ. Ở đấy sao mà tôi lại tìm được mấy quả cun đách đi trông tếu vai lều đéo. Sao tôi lại mua cái xanh lá cây trông trông kiểu trồn vãi. Người gói đội xanh à đấy, chỗ của ngày cuối. Nó là đẹp luôn đi. Nó là cái tầm. Ủa, đây, tao mua tao này, mua tao này. Cái này áo GTA, áo GTA. Ủa, có một hai cái đấy á, thì tội là quả áo Chicago Bull luôn. À, ý nó bảo là mua 2 đôi. No 250 bạc 1 cái. À nó có bảo có 2 cái, tôi nghe nhầm. Không có, có 2 đôi. Zikachu. Lấy tao cái nhá. Zikachu. Ôi đèn nhờ. Hỏi tao cái này luôn. Có con cạc. Tôi có mua 2 cái đấy các bạn ạ, thì không mua được hết cho cả 5 anh em. Đâu mà cử rất lớn. Ừ, tao nghĩ đây áo con gái. Áo con trai. Mua cái áo trắng cho cô bâm vết đấy chứ. Không, nhím mặc nó buồn cười. Định té luôn mà đánh trả tiền mà chịu rồi. Chiêu này học anh Đô chắc luôn. Chắc chắn học của anh Đô luôn. Chiêu của anh Đô tèo ai lều thì. Cởi cúc ra mẹ. Thề áo sơ mi đi ỏ hai mấy củ mà ông cứ cởi kìa. Ô cái trắng mà vô được á. Không cởi cúc luôn khập. Màu vàng màu hồng. Hai bài học mấy liền luôn. Đấy anh Linh đấy cũng có biểu hiện là mấy ngày ăn cũng nhiều. Chiều người cũng đầm. Cũng đầm. 41 củ ạ, ở đấy 41 củ à, không phải hai mấy củ, nhầm lỗi tôi. Anh Linh dài cũng mẩy hơn tí thì phải, cũng mẩy hơn tí. Ơ à, bây giờ anh nhím nặng hơn cơ tôi mà, nhím 71 nhưng nhím cao, 72 gì đấy. Tôi 68 rưỡi nhưng mà sau chuyến này chắc là tôi lại cao hơn nhím hơn. Six pack coming soon. Phong cách thời trang vãi lộn luôn em. Sau lúc sau anh em còn bảo tôi. Lúc sau anh em còn bảo tôi ra mặc nữa trông tếu quá hồn nề. Cảm ơn lớn nó nhỏ hơn nhá. Con. Sao cái áo của mình trông kiểu đường pit thế nhờ. Trông vãi lều gì. Đi mà siêu nhân gao. Rồi ok. Từ để ta chụp lại một cái. 0.5 cơ trông cho nó chất. Lại từ từ. Trông đi kiểu đọc đành quá lều thế. Trông đọc đành vậy, sẽ đi giày độ 10 phân. Giày có mấy phân thôi. Anh nhìn em yêu anh. Cảm ơn my name is Tú Lê nhá. À trả tiền Tú Túc. Đấy, sau được về được giá có 230 bạt mà. Đồ mẹ. Đấy, hai. Thế không hiểu sao mà lúc đi bọn tôi đi 300 bạt. The fuck. Cảm ơn bạn nào vừa đốn đấy nhá. Cảm ơn Tú Lê nhá, cảm ơn. Đấy, thế là tôi trả xuống 220. Đấy, thế là cũng hợp lý rồi đúng không? Thế mà hôm sau các bạn idol bảo đi có 40 bạt, chả biết được đi từ đâu. Nhưng mà không biết có đắt không nhở? 220 bạt 1 xe. 2 xe nhở? Hình như 1 xe.
hai xe một xe ta, hình như là hơi mắc các bạn ạ. À từ, cái này anh Độ quay, xin của máy anh Độ. Ô ngược. Nóng vãi lều, tự nhiên nhảy cái tục mát đeo chịu được không ạ? Mát phết nhờ. Mát vãi lều luôn. Mát đeo chịu được. Ôi, có thờ gu thời trang người ta đừng bảo cây chuối nha bồ. Giỡn chơi hoài. Đừng bảo cây chuối nha bồ. Đấy, mà tôi đây là lúc 11 giờ, bọn tôi về khách sạn nó ăn McDonald thôi. Mấy ông anh ở phòng ghê vãi lều thề. Không, ghê là mấy không bằng có ông anh phóng trên được thì phải phóng kinh vãi hồn thề. Mang gì anh? Đấy, bên đấy là cái bên ngồi sợ nhất. Đấy, ông lao, mậu lao phải 60 cây mà rồi. Mà vẫn có ông mẹ chạy, mẹ xe phi, mẹ như tên lửa luôn mà. Đấy, sao kiếm lại còn faster nữa. Thầy có chỗ bám mẹ à mày. Faster. Mày như không biết anh Độ quay được lại ông kia phóng, ghê vãi lều. Ông phóng ra đường mẹ phải 200 cây. Sợ phải cứt. Địt mẹ, bây giờ nói tất cả mọi người là có hai mũ. À nhầm, có một mũ thôi. Tôi đội một mình, xong người kia không đội mà bị bắt thì đều chịu tội. Tôi tốt nhất là không đội để cả hai cùng chịu tội. Cuộc sống khả năng nó đưa đẩy thế. Tôi đi nhầm đường thôi chứ không phải tôi đi cao tốc. Nhưng mà anh em bí mật đấy nhá, bí mật đấy. Đã chịu rồi phải chịu chung. Không, ý tao là lúc mày đi có lâu như này đâu nhỉ? Ủa số đi mỏi hết cả người mới về. Đi mãi mới về luôn ạ. Đấy, xong gặp ông anh Việt Nam nữa. Ông ạ, năm chai đây, năm chai 200 rưỡi. Năm chai 200 rưỡi, mỗi chai 50. Còn nước gì khác nữa nhỉ? Có ông anh người Việt tự nhiên lại bán. Ui, có quả nước mía ngon vãi thề. 50 bạt, một chai, cũng rẻ. Có lúc đầu bọn tôi mua nước cam, nước xoài còn có 20 bạt cơ. Vãi lều. Cái gì chứ? Cảm ơn anh Đốc nhá, không được đâu anh ơi. Forever single là áo của em rồi. Có cái này để clip anh Độ, để anh Độ xem. Chanel à? À cái này có clip của tôi. Đấy, lúc về bọn tôi đi massage thêm lần nữa cơ. Đúng rồi, chậm chưa về. Mượn túc phóng về chỗ đi massage. Bọn tôi đi massage. Anh em massage chân. Tôi vì nhìn đánh lẻ lên tầng 2, massage body. Massage kiểu Thái, co mại phê pha cả lịt anh em ơi. Cái lùm má nó phê luôn, thật sự cả mọi người. Đấy, hôm nay anh ý mua cái gì ấy. Tớ không massage tầm bậy tầm bạ gì đâu. Cái này anh Độ quay rồi. Đây là chợ đêm của bọn tôi. Bọn tôi cũng đứng lại, đang định mua thêm. À đúng rồi, nhím mua thêm một cái đồng hồ. Phải khỏe re luôn mà. 800 please. Anh này trả giá 650 sao lại còn please thề. Cái này đẹp mà nhím. Anh này trả giá lại còn please thề. Trôn vãi lều. Oh my god. Can I? Hey, can you cut the cắt no. Thế bị giống tao rồi, đéo cắt được là nó bị rộng lắm. Ôi, cháu lại vừa chứ. Rolex 800 á? Cái gì nữa? Tí tôi cho các bạn xem. Tí tôi kể các bạn em. Nói chung là Rolex cả nhìn muốn đeo một cái, xong rồi sẽ có một cái livestream IRL hay là cái gì đấy, một clip của anh Độ. Hai em cùng đi cắt mắt xong đeo lên tay ấy. Lối 80 tỷ. Bàn đấy có gì đâu bàn. Mày mua để mày đeo á? Hay mày mua để mày tặng bạn gái? Không, em đeo để em nghịch thôi. À đấy. Mua tặng bạn gái ạ. Cái áo này trông tếu quá lều nhở. Về Việt Nam cắt dây xong.
Trông chất vãi lều luôn đấy chứ. Thế này, xong nhìn mua cái này bao tiền đó? Bao nhiêu bạt kìa? Anh Khoa này không đeo, anh Khoa chê. Fake à anh cơ? Anh cho em nói thật, em nhìn này mà em không biết là fake cái xịn này. Rõ ràng là xịn ở đây là store Rolex ở bên Thái, em hiểu không? Store Rolex rõ ràng bọn anh kiểu streamer hot mua đồ đều á, em đùa. Ngày này đẹp là nhím. Streamer top lương 3-4 triệu, 7 triệu tháng mua real. Mạch thủy luôn. Thật chơi, chơi đồ đều em trều. Can you cut the À cái này cũng là quái độ lúc lại rồi, lúc lại rồi sao? Đẹp rồi. Anh em chờ tắt mình rồi, không nên không bị cắt thật ra. Có thật không anh? Bắn em mà. Cái gì đấy? Từ. Lộ tùng véo của anh đâu, lộ tùng véo quá. Bắn em mà. Hết bón đi. Bắn em mà. Được cái chứ nhỉ? Nhưng mà mẹ mấy cục xuống này đều mang lên máy bay được. You have bón đi. Ê, xuống đồ chơi mang lên máy bay cũng không được các bạn. Đây, còn mua cái kính nữa, cái này em quay. Mua cái kính chụp ảnh cho mọi đách trả. À có trả. Quê quả kính cộng với combo trông va lờn. Điệt bài ba bì gơn chưa? Được chưa? Nào cười đây nào, cười nào. Răng môi đã lâu này rồi. Có dáng này, đổi dáng này. Đẹp. Cong hơn tí đi. Ok rồi. Cong hơn tí chú ngay cái mỏ luôn nè. Ê, baby. Mô hình. Ấy, có cả mô hình nữa các bạn ạ. Hình như là có cả store mô hình ở trong trung tâm thương mại. Nhưng mà bọn tôi không đi, đợt này bọn tôi không đi. Đây là bọn tôi đi chợ đêm trước khi mà tôi đi... Đây, clip của tôi đây. Trước khi mà bọn tôi đi massage. Chỗ này có store Apple không anh? Có chứ, bên Thái hình như có, đúng nhỉ? Bên Thái có ta? Tôi không biết. Supreme LV. Supreme. Thế mà không mua cái ốp nhở? Ôi, stick tủng Doraemon, One Beat này, bong bí các kiểu luôn đấy chứ. Mỗi anh nhìn anh đẹp con súng thật bản thân à? Ơ vã cả lều thật. Là như thế nào? Cristiano Ronaldo the goat, Shui. Yes sir. Ê, sao Messi đặt cao hơn nhở? Ê yo. Bro. Đây, anh em tất cả tầng 1, bọn tôi ở tầng 2, tôi với cả anh Linh, đúng không? Lúc đấy là bảo thôi bây giờ phút massage đau, khó chịu lắm. Anh đóng mỗi người phát lên tầng 2 Thái massage. Đâu má, lần đầu tiên cuộc đời tôi massage không giàu. Người ta chỉ ấn tôi được một bà cô, còn anh Linh là được một ông chú. Đấy, ông chú ấy thì không dẫm lên lưng anh Linh được, tại vì dẫm lên ông chú to quá này ngất người luôn. Ngất lười luôn. Một tiếng 250 bạt vẫn bằng tiền phút massage luôn, mà ấn phê vai, ấn về bây giờ vẫn đau người luôn. Nhưng mà thế biết là nó hiệu quả các bạn ạ. Ảnh ương luôn. Người ta có giường nhưng mà giường là oil massage. Đây, còn đây là đấy. Là anh Độ là ngồi đấy, mấy anh em ngồi bóp chân thôi. Nhưng bóp đấy vào phần ống độc đau lắm. Thế phải tôi với anh nhím mấy ảnh ương. Đấy, cái này tôi đi ngày đầu rồi. Đấy. Chứ còn gọi là mấy anh em phút massage gì ơi. Sao mà bọn tôi được? Đâu? Thì á? Đâu? Bảo nói lại như một đấy. Tôi ngồi tít trong kia. Trông điệp mẹ lịch sự nhờ. Uầy, đấy. Ở đây người ta có một cái chỗ để tàn thuốc rất là hay nha, rất là văn minh nha. Ha. Hay vãi lều thề. Đỉnh vãi lều thề. Đấy. Xong anh em bọn tôi lên phòng. Lên phòng xong nhận ra là vẫn đói, nhưng mà trước đấy bọn tôi thử tí quần gọi như là quần boxing đã. Cái này tôi quay. Trông tèo quá luôn. Cái bóc sư này hơi béo. Ôi trông lưng múc thật. Ui nhờ, bụng này dạo này sệ vãi luôn thề. Bụng em có sải không ạ? Bụng em căng mà.
con giáo vẫn còn ình mỡ đó. Nó giáo bị xè thôi. Ôi vãi cả lều bụng em đép kìa. Thấy em nào. In. Cái lùm má bụng em đép có đông ta. Ê, cái lúc này là em đép xuống. Em đép xuống xong lấy đi McDonald's xong rồi là anh em ở trên quay cái gì em đép không biết. Em đép xuống nhá. Xuống nhá, bọn tôi ở tầng 43. Nhưng mà khách sạn là sảnh là tầng 23. Em đép xuống tầng 23, xong rồi xuống tầng 1. Xuống 1 còn đi ra ngoài. Chỉ được ông Grab vào, trả tiền, cầm đồ ăn, lên tầng 23. Xong rồi nhờ người ta quẹt lên tầng 43. Tại vì em đép ở tầng 38. Đầu má phụ của anh, được vụ việc chưa các bạn? Cộng một respect đây. Mẹ mày tẩm lợn này. Get out. Cút con mẹ đuổi mẹ ra ngoài đi. Get out. Bro. Anh phải đánh giấm à? Thế anh em ăn nhiều quá, ông nào ông đấy đánh giấm nhiều vãi lều thế. Có một anh độ là tự đánh thôi, không để bọn tôi sơ hở. Để về bọn tôi có chuyện kể ra thôi. Thế. Get out. Cái này thịt hổ. À đâu không phải à? Em nhớ ngày xưa có bài báo là nó làm cái gói mực này fake nha. Như là mấy cái miếng mực bằng là lốp xe đấy. À bento à? Nhầm. Thế thịt hổ nó trông như nào các bạn nhỉ? Vâng, thì ý là em đọc. Anh đã ỉa chảy á? Lốp xe thì nhai thì đéo được nhỉ? Vâng, nó làm kiểu gì mà lốp xe thành cái miếng. Đâu, tôi nhớ ngày xưa có báo bảo là thịt hổ nó làm bằng bìa, các tông, đúng không? Đẹp thịt hổ. Đúng không? Hiểu bên này không có ăn đấy à? Cơn chiến thống. Lập tin. Đấy mấy anh em đấy, mấy anh em ăn đầy gương lắm. Em đép còn phải xuống lấy có một lúc cơ. À. Má, trời ơi, chỗ mình ở à đâu? Ăn nó. Bộ ăn lồn nó. Ôi. Ôi giời ơi. Đấy cái loa của em đép kìa. Này talk show tôi à, ở hôm nay cũng nhiều cái nói quá anh em ạ. Phải xem hết clip chứ, đi mấy ngày về mà. Yên tâm anh em còn chip cả tháng với nhau mà. Tắc ở sâu. Em làm gì trên phòng ấy. Ok đấy quán. Được chưa các bạn ơi, được chưa các bạn. Được việc chứ. Được việc ngay, được chưa, phục vụ các anh là niềm vui của em. Em mà không bao giờ ngại. Em đây không bao giờ ngại luôn. Anh em chỉ cần ngồi im đấy thôi. Đấy lúc này là tôi xuống lấy nốt cái gimbal cho anh Độ, đánh Độ sạc. Đấy. Mấy anh em ngồi ngủ, nằm ngủ kìa. Trông bảy gương chưa? Mấy tấm hình up group đâu hết error. Mày ba đây. Đấy, xong rồi thôi cho bạn McDonald's xong về. Phòng ai về phòng đấy đi ngủ. Đây là 12 giờ trưa ngày hôm sau. Thấy không? 12 giờ trưa ngày hôm sau. Đấy, tôi với anh Khoa xuống, đách thế ai luôn. Tếu thật. À lúc này tôi với anh Khoa đi xuống nhưng mà xong lại đi lên lấy đồ để đi xuống check out, tại vì đi check out xong gửi đồ luôn, xong mà tôi đi đâu đấy thì đi được chưa, được quả gương to lét cũng gọi như là nét ngọt như mía lùi. À xong rồi tiện thể tự nhiên là có hai bạn lúc đầu tôi gọi là chị đấy, Mochi với cả Beo ở bên team gì tôi quên tên rồi, cái gì ấy. Đấy, thế là anh Độ bảo là hai em có muốn đi ăn không? Bọn tôi mời rất tử tế, hai chị em nghĩ một lúc xong có luôn. Thế bọn tôi mừng quá, mừng không phải được mời hai chị em, mà là mừng là tại vì bây giờ có thêm hai cái tên nữa quay vào để trả tiền. Nhưng mà thấy đéo nào cuộc đời nó vẫn quay vào anh bên các bạn, tếu vai lều. Đấy, xong sau 3 ngày đồ ăn ra, cuối cùng thì hôm nay em đép được ra đầu tiên mà cái cơm này hơi khô, lại còn hơi nhiều. Đấy, hôm cuối gọi cả lòng, gọi cả cơm rang gì, thịt chua này, thấy chua vai lều. Thế hả bạn? Thật mà, đấy là cái văn hóa của team bọn tôi. Đấy cái này là nên các team khác nên học. Yes, thank you. Lại anh Ben trả tiền. Lucky man, yeah, happy birthday Snake. Thank you. Vẫn anh Ben trả, cảm ơn anh Ben rất nhiều luôn. Chưa dừng lại đấy. Tưởng là anh Ben hết hạn rồi. Bọn tôi đến khách sạn hơi sớm, người ta không có check in. Xong bọn anh Độ bảo thôi thuê khách sạn ở 2 tiếng đi xong về. Thế bọn tôi thuê 2 phòng, quay trả tiền. Vẫn anh Ben. Đi mà. À xong lúc này là quay xe đi ra sân bay. Đấy, em đép cái book. Xong rồi tôi ấn quay. Lại ra anh Linh. Trả tiền thế được rồi. Đéo phải trả tí nào. Linh ơi. Người ta mang mà. Service mà. Em yêu anh. Yêu anh nhiều lắm anh Linh ơi. Anh Linh ơi, em yêu anh. Anh cười lên. Sao đéo thấy anh trả tiền bao giờ á?
Uầy, đi mà, nói thật với cả em là đấy là anh hên thôi. Chứ còn nói thật, anh em thì tiếc nhau gì mấy nghìn bạc đâu, em bảo đấy anh trả tiền bao giờ. Em đủ anh, quay không ra thì không trả thôi. Chứ còn quay chúng em nếp vẫn trả. Em thích thì em trả luôn, tối qua trả đắc Ronan. Lần này đi trả hai lần nữa, quay không trúng thì mình không trả thôi. Anh trả tiền bộ vét rồi á. Mẹ vét to, cái đấy to vãi lều, cái đấy to hơn đi đi tái nhiều. Đấy, nửa cái đấy, xong rồi bọn tôi đóng cuộc chiếu đi về Việt Nam thôi. Đấy. Nào to khỏe nào. Lần này đi có hai thôi, thế là vui thôi. Còn lại mấy cái khác không? Thoải mái, anh trả cả Rolex cả bình thường. Tôi không nhớ, tôi trả cái gì đâu. Nhưng mà nó vẫn không bằng mấy mưa to được. À nếu mà để nói về chiều sâu xa thì anh cũng đéo hên lắm Duy ạ. Điệp anh nói thật, anh chơi kèo anh thua. Anh trả tiền thì các bạn thấy đợt đi là hên thôi, chứ bình thường trông có dáng là giống là anh hên không? Trông có giống là anh hên không? Cái đủ mơ, có giống là anh hên không vậy? Đấy, xong rồi tôi book xe van. Ủa có 9 chỗ nhá. Nhưng mà bên khách sạn thì bảo là có 6 seat thôi. Thì khách sạn chơi thuốc thật. Theo bọn tôi cứ tưởng có mỗi 6 người. Thế tự nhiên lại không gọi hai bạn idol kia đi luôn. Đấy, thế tự nhiên thừa ra 3-4 cái chỗ. Hóa ra là khách sạn nói thế để ý là ví dụ mà hơn 6 chỗ là book xe khác. Chắc thế, tôi nghĩ thế. Thế là xong anh em bọn tôi cũng ngủ được tí. À cái ảnh này đau, tôi đau trên mạng. Ui, thế các bạn chỉnh ảnh đỉnh vãi lều, thế ai đấy trông cao quá lều. Đấy, đi một lúc thì đến sân bay. Đấy, đến sân bay. Cùng người ta đách cho check in sân bay mà. Thế lại thuê khách sạn, tôi nghỉ 2 tiếng. À, check in nè, cảm ơn anh. Xong lại anh bên trả tiền. Có clean anh mở được. Đúng anh mở luôn. Đấy, bọn tôi lên phòng. Em nghe nhịp nói rõ ràng. Xong cũng định mở, nhưng mà đách mở được không ạ? Chỉnh ảnh có tâm về mà ngư sợ bê bị lùn mất. Lỗi tôi được chưa? Rèn nhà nó chỉ có thế thôi, biết làm nào bây giờ. Nó bứt cái lỗ này rồi, đéo mở được đâu. Ở bít rồi. Khách sạn thì bít mẹ lỗ à không ạ? Đéo mở được. Đéo mở được, bít lắm. Đeo được xem anh Linh một lần nữa. Đấy, phòng của tôi, ôi nhưng mà chính ra cũng rẻ phết lắm. Bên đấy nó không có thuê 2 tiếng, kiểu 2 giờ đầu thì kiểu anh em mình 300.000. Mà thuê cho thuê 4 tiếng, 4 tiếng tôi nhớ khách sạn ở sân bay nha. Phòng tặng, phòng được. Đấy, 1.000 bạt 4 tiếng thì cũng không đắt lắm nhỉ. 1.000 bạt là bao tiền? 1.000 bạt tu Việt Nam đồng 6 lớp, địt mọ, 4 tiếng, ừ. Khách sạn ngon ngon, 300k 2 tiếng mẹ ở đây, ngồi sân bay được 1.000 bạt 4 tiếng. Ngon chết đấy chứ nhỉ. Anh bèn nhảy vãi lều thề. Bỏ anh qua phòng đầu chơi đi Nhím ơi. Bỏ anh qua phòng đầu chơi đây. Các bạn nha, các bạn. Không cười đi. Địt mẹ. Mất mẹ luôn. Đợi mãi Nhím không ra các bạn ạ. Lại còn nghe nhạc vậy. Này các bạn nghe, nghe gù anh Nhím đi toilet này. Anh nghe nhạc tình nó còn hát nữa cơ. Đoàn quả này bọn tôi hù ông Nhím, ông Nhím đeo giật mình à. Đi cân mỹ á. Từ không nghe gì á. Ờ tại Nhím nói hơi xe, hơi xa. Phải nghe vào tai nghe mới được cơ. Đi bẹo. Quả này hơi fail. Anh bé hù hơi sớm thì phải. Trốn vãi lều rồi. Đi cứ tưởng ông ấy giật mình à. Quê đấy thì chưa khớp. Trời ơi, anh Ben đợi tí thì nó mới bất ngờ được chứ. Thề. Bro, Ben sớm ấy, early đấy. Chưa gì nó hù rồi. Anh Nhím làm gì mà các anh cứ trêu ảnh vậy á? Tại vì anh Nhím đáng yêu, bọn yêu anh Nhím, bọn trêu. Ơ. Ba giờ đều đây này. Đấy, xong một lúc thôi anh em mà quyết định 4 giờ ngủ à 3 giờ dậy qua phòng Ấn Độ nhé. À, nằm ngủ bắt lưỡi lên. Đấy. Hai ông anh ngủ. Mỗi em nép thức. The fuck. Sao lại bảo anh có ngủ đâu. Đây, anh có ngủ đâu đây này. Anh có ngủ đâu. What the fuck. Đây, sau lúc tôi đi vệ sinh xong, nằm trên giường, có bạn đeo có chỗ nằm. Cái lùm mía. Không biết nằm ở đâu luôn. Anh Độ ơi, 4 giờ 15 đi anh Độ ơi. Xem có gì mua luôn. Lúc đầu anh Độ bảo 4 rưỡi đi.
Sau anh ấy bảo 4:15 đi. Đây xong ông anh này. Không, hình như đi đi rồi này, đi nhiều quá. Ai cũng ấy, các bạn đã thức nhắn tin với anh làm gì có. Đấy, xong lúc này ra sân bay rồi này. À, check in xong hết rồi này, vào hải quan này. Đấy, mua mấy lọ qua, mua mấy lọ kem cho mẹ. Xong bọn tôi đi qua tiệm ấy. Có cái màn hay nhất là cái màn mua bịch xôi xoài về Việt Nam. Ai trúng thì xách, vừa xách đến tận Việt Nam, Hà Nội luôn. Xong rồi về tự gọi như là trả tiền, tự chia cho anh em. Thế là tự nhiên quay trúng anh Do. Ôi dồi ôi, tuyệt vời quá các bạn ơi. Thề happy birthday to you. Uống rượu cho bố. Tao mua rượu, tao uống. Yes sir. Yes sir, I love you brother. Thank you so much. Ơ kìa. Thôi đi từ từ, không mỏi tay đấy. Ủa. Anh em đi chậm thôi. Anh em đi chậm thôi. Anh em đi chậm thôi, đi nhẹ nhẹ thôi. Chế độ đi nhanh. Đi về trong sách. Đi một mình này. Mỏi vai lều thế. Đi cùng nhau này. Yes. Ủa cái lũ ma này nhiều clip quá. Tem hết mãi buổi rồi. Dội á. Rồi tí ơi dội cho. Đi mẹ đi một lúc. Đây nhá, đi một lúc xong bọn tôi còn. Đi nhầm cửa. Đi mẹ. Uầy, chưa bao giờ đi nhầm cửa kìa. Lâu lắm rồi mới hết đổ sắp đồ ấy. Thề khổ đéo chịu được. Trước lúc mình gặp anh Độ. Còn... sướng thật. Đúng rồi. Đúng rồi. Trông bực vãi lều thầy. Sao mới biết là đi nhầm cửa. Cay vãi lều thầy. Anh Đỗ ơi, cố lên. 1, 2, 1, 2 Từ, bị xoay đi. Từ, có đoạn sau mới buồn cười. Anh Đỗ ơi, cố lên. Cũng có mẹ còn đi cười có sao. Xa vãi lều anh Đỗ ơi. Hỏng cơ một. Ơ chết con mẹ. Ấy, 1:7 đăng kia. Đi phải mỏi vãi lều thế. 20 bịch xôi xoài này còn nhầm cửa. Thế hành đấy chịu được. Nhăn vãi lều. Đấy, từ chưa dừng lại đấy. Có một cái bí mật nữa. Là cái xôi xoài này bọn tôi xách từ tít cửa, gần cửa trên đấy. Ra mua xong xách đi, anh Độ xách đi thế đúng không? Nhưng mà không biết là dưới cửa ra sân bay của bọn tôi có bán. My God, trước cửa ra tàu bay luôn. Có bán các bạn ạ. Oh my. Có bán luôn đây nè. Đây nhá, bọn tôi ở cửa số 6 đây nhá. Lúc sau tôi với cả nhím đi vệ sinh ở đây nè. Ngay đây luôn. Có luôn. Trôn Việt Nam. Let's go. Đấy, xong rồi té về thôi. Hết cảnh. À, anh Độ còn quả tếu nữa. Là ngồi cái ghế, lúc đầu ngồi ghế ở đây. Đéo ngả được ghế các bạn ạ. Ngồi 40F, tôi ngồi 40C nhưng mà bố cũng 40 nhưng mà hàng bên kia nó đách bị như này. Trông cái đồ khổ sở vãi lều thầy, bảo mày chụp tao cái, trông tao khổ vãi lồn. Nhưng mà lúc sau, tại vì lúc sau là có hai chị Tây đến đây, anh Độ cũng hơi ngại, do gặp được một bạn Việt Nam. Thế là bạn Việt Nam đi cùng thêm một người nữa. Đấy đúng không? Thế là bảo là mày, thế anh Độ qua lên ghế 39C, ngồi cạnh anh Nhím và anh Ben. Đấy thì ghế 39 ấy là một người bạn của một cái người nữa. Đấy, thế nó bùng binh. Thế nhờ anh này để ngồi bên kia. Thì một lúc là hai ghế. Thế là cái ghế này là của ông anh kia. Thì ông anh, cái bạn của ông anh đấy cũng phải đổi. Xong anh Độ ngồi ghế kia là ghế của ông anh đấy. Thế là ông anh phải đổi với cả một người nữa. Đấy, không, nói chung là rắc rối lắm. Đấy, rắc rối lắm các bạn ạ. Đấy, nhưng mà cuối cùng thì là cũng được. Anh Độ, ông anh ấy bảo anh Độ là em để đổi ghế anh thoải mái. Xong rồi tí là anh chép xích kiểu ảnh đã được. Ôi trời ơi. Nói cái lời gì vậy ạ? Vậy các bạn đéo hiểu đâu nhưng mà nó lú vãi lắm. Thề. Là lú lắm. Ôi.
baby. Ngọt như mía lùi ấy chứ. Baby. Baby. Đấy, xong rồi té về thôi. À đây là Trình Anh. Ôi có bạn đang ở sân bay đáng yêu vãi. From Missy Gaming, from Missy with love ạ. Tiểu thật. Đấy xong bọn tôi quyết định là đá qua tí lẩu ếch. Đá qua tí lẩu ếch xong rồi là mới về gọi như là về làm. Đấy anh độ về làm. Kết thúc chuyến đi. Xong vẫn quay. Mút đi. Vẫn quay. Mút. 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 Ồ qua rồi. Mày về Việt Nam mà vẫn đau không ta? Đèn đấy chịu được. Trông bực lắm ở đây. Chán vãi lều. À đây ảnh tôi mạng. Thôi hết rồi. Ủa cái này của tôi nó bị lag. À xét trên SoundCloud lên 100.000 view rồi. Tuyệt vời quá, cảm ơn mọi người. Ha ha ha. Thế thôi. Và đó là hết chuyến đi Thái. Hết bài hơi đi các bạn. Lần đầu tiên tôi quay nhiều đấy, nhưng mà cũng nhiều cái để quay thật. Đấy, còn clip thì anh em đợi anh Độ sau nha. Anh Độ sau nha, cái đó quen đó. Má cái đó của tao mà. Quen gì nhưng mà bị hỏng rồi. Đây nè, chả hiểu luôn. Má nó nhiều quá. Hết mẹ ơi. Fuck below. Chết đòn thật.